Chị Hồ, chào em nha. Xin chào chị Hồ, chào em, chào Huỳnh My. Đỡ hơn buổi trưa tí xíu rồi, lên được rồi. Trưa chị lên đây ngồi thử, giống như là bị vịt quay vậy đó. Mọi người có nghe tiếng gió không ạ? Tại vì máy quạt có mở cho nó trên cao, nó chạy qua cái máy điện thoại để không thôi, cái máy điện thoại nóng quá. Thì mọi người có nghe tiếng gió hay là nghe không rõ tiếng của Vân không, cho Vân biết với nha, để Vân biết đường Vân chỉnh máy. Nghe rõ hả? Rồi xin cảm ơn. Để Vân biết đường Vân làm chứ Vân không biết bên máy bên đó mọi người cái ấy không. Là phải để một cái điện thoại, phải máy quạt. Trên này nóng quá, nóng quá đến nỗi cái máy điện thoại nó còn chịu không nổi nữa. Không nghe thấy gió, cô nói nghe rõ lắm. Ok, vậy Vân yên tâm rồi. Ok, mình vào học nha. Đỡ nóng rồi. Lúc trưa này đơn thử, nóng hừng hực luôn á. Giờ Đài Loan 1 giờ 37 phút. Rồi, đi thẳng vào vấn đề luôn ha. Con lấy hai cái ghế con đặt làm cái bàn. Để có bàn mà lười ra trên kia ngồi. Ngồi đây cho nó dễ ngồi. Nhà Vân ăn sau là ba cái đồ thuốc bắc rồi má bà phơi để dành nhà xài. Tại mẹ chồng Vân là người khách gia, cho nên phía sau có những cái loại thuốc bắc là người khách gia họ biết. Đau bao tử đồ nè, mấy cái bịch củi, nhóm củi khô cái này, bịch này nè. Chị đau bao tử hay lắm. Hái từ một cái cây, chặt từ một cái cây, cao thì là cao, chặt ra. Người khách gia họ biết, mình đâu có biết đâu. Nên sau này đau bao tử rồi về uống cái này hầm với lại thịt xương heo đó. Hầm ra, hầm lâu thịt lâu, nó ra cái chất nước trắng trắng trắng. Uống đau bao tử nó hết. Bà nhà bà làm, má bà làm không à. Cái đó còn đem ngâm rượu nha. Ngâm rượu cái xong rồi để khoảng nửa năm á, ngâm khoảng nửa năm cái bắt đầu vết thương mà con nít nó vừa đụng trúng cái nó bị bầm tím rồi này kia đó, cái đắp lên là hết ngay luôn. Buổi chiều hôm đó là không thấy nữa rồi đó. Hồi bữa mẹ chồng Vân bị gãy chân, gãy xương, cái chân của bà bị mổ ra bắt để thép vô nó bầm tím hết luôn. Cái mẹ rảnh này cứ ngồi đó, mẹ lấy cái mông gòn nhúng cái rượu đó xong rồi đắp lên cái chỗ đó, đắp lên cái chỗ đó nó tan hết vết bầm luôn á. Hay và mũi cắn nữa, mũi cắn xong rồi lấy cái mông gòn chấm một miếng rượu đó đắp lên là nó tiêu. Cái cây này nó hay, nhà chặt từng bao phơi khô hết rồi, từng bao như bao củi vậy đó. Xị lại xị xì, giặt tới giặt lui, rửa tới rửa lui. Cái từ xị này là giặt rửa. Là đương quy phải không cô? Không phải, cái này gọi là cái gì? Cà diễn, tiếng Khơ Cha họ nói là cà diễn. Cà diễn mà không biết là cái gì. Không phải đương quy đâu. Cái cây này là bịch rễ của nó nhỏ, cây này nó nhỏ rồi đó. Mấy cái miếng kia nó còn to hơn nữa. Y chang, cây nó to lắm, cây nó cũng cao lắm á. Cái trái của nó cũng là thuộc loại trái của gia đình nhà cà đó. Bên trong nó hột y như trái cà vậy đó. Nó cũng loại của trái cà luôn, nhưng mà cái cây này nó cao, nó có màu trắng. Để bữa nào mà vài bữa nó Vân vô rẫy đi ha, vô rẫy Vân quay cái video đó làm đăng lên cho mọi người xem để biết cây đó. Cây đó trên rừng núi rất là nhiều luôn. Việt Nam mình cũng có, mọi người đều thấy qua hết rồi, nhưng mọi người không biết nó là một loại thuốc đặc biệt trị đau bao tử, trị viêm, với lại nhất là đụng chúng mà bầm tím, mũi cắn đồ. Ngâm rượu phải nửa năm để dành. Vân nói phải nói là người khách gia họ hay, tại vì họ ở trên núi, cuộc sống ngày xưa ấy. Chủ yếu chỉ về bệnh đau bao tử nè, viêm loét đồ. Nói về viêm đồ này kia là ngâm rượu đắp vô lên cái vết thương. Mẹ Vân nghĩ thôi, nhớ Mỹ Vân đâu có tin đâu. Chó mẹ đó mẹ thấy bao Vân đau bao tử kêu Vân lấy về hầm. Vân nghĩ không biết cái gì nên ăn hay không, ăn lần cái lười biếng không ăn nữa. Sau này cái mẹ Vân bị bữa đợt rồi, mẹ Vân bị cà diễn là tiếng khách gia, tiếng chung là tiếng gì Vân cũng không biết nữa. Nhưng mà quay cái cây đó mọi người ai cũng đều biết hết. Việt Nam mình có cây đó, có cái là mọi người coi như là cây củi, coi như là cây dại thôi.
Tại vì biết sao không? Mẹ bị gãy chân, mẹ đi ra rẫy đập trúng cục đá thôi. Tại bà không có đi tập thể dục, không có đi phơi nắng, cái xương bà rất là giòn. Ra đập, đi ra ngoài rẫy đập cái cục đá thôi, thế là nứt cái xương bên trong rồi. Thế là và nứt mà nó nứt ra luôn á. Thế là mẹ phải đi đi đúc thép ra, là có phải mổ ra nó bầm tím hết không? Bầm tím hết luôn. Cái bà ngồi bà rảnh, bà lấy bông gòn bà nhúng cái rượu đó, bà đắp lên. Bữa hôm sau, ngày hôm sau nó tan hết mấy cái vết bầm đó luôn. Hay lắm kìa. Rồi ba ổng hồi trước ổng làm về điện lực, mà ba ngày xưa làm điện lực thì cứ làm nhanh rồi ăn. Ổng nổi, ổng nói ổng ói ra bọt luôn, chua đến nỗi ói ra bọt luôn, nhờ uống cái này mà ổng hết. Rồi cho nên là về ở nhà bây giờ con cháu trong nhà đứa nào mà về nói ở chua đồ này kia, tại công việc áp lực mà ở chua đồ này kia, là bắt đầu ổng nấu với hầm với xương cho con cháu về đứa uống. Nhớ uống buổi sáng với buổi tối thôi, mà không có ăn gì nha. Với bụng mình còn không chống không uống nha. Uống lần hơn nửa chén chút xíu, không được uống nhiều nữa. Đúng hơn nửa chén, một ngày hai chén. Cây cà dẹn, tiếng khách gia nói là cà dẹn. Cà dẹn, cái này là gia đình mình để dành uống thôi. Với lại ngâm rượu, ngâm rượu để sức lên mấy cái chỗ viêm, viêm mũi cắn đâm bị, thôi là mình đi đụng chúng tím bầm này này kia. Hay lắm. Để mình rủ ba mình ra rẫy đi, mình vân quay cái cây đó lên một cái video cho mọi người xem. Mọi người cố gắng tìm cái cây này để dành đấy. Ba mình là nhổ luôn cả cây, cái rễ nó đem đi ngâm rượu. Nhổ luôn cái cây, cây nó cao lắm, cao hơn cây cà phê của mình nữa. Cao hơn cây cà phê Việt Nam mình không biết cây gì nữa, để Vân quay lên. Quay lên mọi người biết hết à. Ngâm rượu, một loại ba Vân lấy cái rễ đi ngâm rượu. Là thứ nhất, ngâm rượu để làm gì? Ngâm rượu để sức, lấy bông gòn, để đúng nửa năm mới có hiệu quả nha. Sau đó mũi cắn cũng được nè, bầm tím cũng được nè. Nói chung về viêm đồ này kia, có vết thương là không được thôi. Vết thương mà nó lỡ ra là không được, mà còn da thì được. Tại vì lỡ ra mình đắp lên cái da của mình sẽ bị nhiễm trùng, rượu cồn mà. Cho nên là cái nơi vết thương mình không có lỡ ra là ok. Có da chỉ có là bầm bên ngoài đó, bầm đồ này kia, nhưng mà da nó vẫn còn, nó không có bị lỡ lét ra thì không sao ha. Nói về vết thương bầm nó còn da đàng hoàng thì đắp được. Rồi ngoài ra có đó là ngâm, ngâm rượu là làm như thế. Còn nấu để hầm xương đồ là trị bên trong. Ví dụ như mình bao tử bị hư, bao tử bị lét, bao tử bị ở chua đồ này kia đó, uống cái này hết. Uống sáng tối, sáng tối một nửa chén, hơn nửa chén thôi, hầm với xương là vậy ha. Để Vân rủ ba đi ra rẫy rồi Vân quay cho coi. Tại vì ba trồng xong, ba nhổ cây này là ba trồng, trước khi nhổ là ba đã trồng, ba chuẩn bị trồng hết mấy cây luôn mà. Cây nó độ tuổi nó cách nhau, cách nhau khoảng rượu hả? Rượu ba Vân bên này ổng ngâm rượu bằng rượu bình thường, rượu nấu ăn á. Các bạn biết rượu nấu ăn bên này mà phải không? Độ cồn nó đâu có cao bao nhiêu đâu. Bên này có rượu 38 độ, 58 độ, cái đó không được. Nóng quá, cái đó nóng quá đắp lên da là phỏng đó. Ba Vân là mua cái loại rượu mà người ta mình nấu ăn á. Bên này leo lì Mỹ Triều mọi người biết mà. Lấy cái rượu đó được rồi. Rượu nấu ăn được rồi. Nha. Để chiều bữa nào coi. Bây giờ ông bà đang ngủ đây rồi, ông bà mình trực tiếp xong đi rồi ông bà dậy rồi, khi nào ấy mình quay cái cây đó lên cho. Cây đó rất là hay luôn. Vân nghĩ nên truyền lại cho anh chị em Việt Nam mình dùng. Nó rất là hay, rất là tuyệt vời. Và xung quanh chúng ta đều có hết, các bạn thấy qua rồi nhưng mà không biết là cây gì mà thôi. Cái đó để dành lại. Thấy mấy đứa nhỏ nha, mấy đứa nhỏ nó đi nó đụng chúng nó té xuống bầm tím. Cái lấy cái đó đắp lên nữa, tan hết máu bầm, thấy rất là tuyệt vời luôn. Cái vết bầm tím buổi chiều là thấy không còn nữa. Đà Nẵng đều có, mình thấy ở đâu cũng có cái cây đó, trong rừng đặc biệt nhiều. Mà nó cũng loại dạng loại của nhà cà luôn. Nó có trái nha, nó có trái, trái tròn tròn nhỏ 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 y chang. Nhưng mà cái hộp bên trong y chang cái loại trái cà vậy đó. Ba Vân lấy cái cà tím ghép lên cái cây của nó cà tím vẫn sống mà. Lấy cái cây cà tím ghép lên, lấy cái thân của nó ghép trên đó, nó vẫn sống. Tại vì cái cây đó thuộc loại nhà cà, nhưng mà nó đặc biệt, nó cao, nó to. Nó cao, nó to. Ôi, buổi chiều luôn vui vẻ nha. Cây đó có lá. Có lá, lá là lồng lồng, to to. Đâu rồi, để Vân tìm coi. Cà dẹn, hình như Google tìm ra để Vân coi coi. Cà dẹn không biết là tiếng Trung gọi là cây gì. Bây giờ không biết tên, khó tìm nó ra lắm. Google cũng khó ra nữa. Cà dẹn su. Cà dẹn su. Xế khơ su.
chế chế khơ chế khơ su chế khơ su nó có dạng cây cũng giống như cây cà vậy đó, nhưng mà nó cũng có cây, nó cũng to như cây này nè, nhưng mà không phải cây này. Cái hoa nó màu trắng chứ không phải màu tím, hoa nó không phải màu này. Ti thủ gì à? Thủ phiền, trong này không biết tìm ra nó không. Cái hoa nó màu trắng như hoa này nè. Ừ. Nhưng không phải mấy cây này. Tại vì nó cũng hẹn loại nhà cà luôn, cho nên là Vân nghĩ tìm những cà nó sẽ ra. Nhưng mà không thấy nó. Nó giống cây này nè. Nó giống cây này nè. Ta lụng su. Cây này nó nhỏ quá vậy. Cái trái này cũng giống vậy luôn nha, cái trái nó cũng giống vậy luôn đó. Thôi để Vân quay đi cho chắc ăn. Cây này nó nhỏ không phải, cây kia nó to lắm, cây nó kia nó cao nó to, cây này không phải. Cây này là cái cây đem đi nấu canh ăn được, cây này không phải. Thôi nói chung để Vân làm video đi, chứ giờ tìm không ra nó mất thời gian. Để Vân làm video. Đà Nẵng Việt Nam gọi là gì ạ? Xiên Cảng. Gọi là Đà Nẵng. Xiên Cảng. Xiên Cảng. Đợi Vân làm video, Vân đưa lên cho anh chị em mình đón xem ha. Để dành lại. Cái đó rất là tốt cho sức khỏe. Vân thấy đặc biệt rất là tốt luôn. Nó tốt hơn cả những cái thuốc trị viêm gì mình mua, thuốc này thuốc kia. Nó để dành rất là hay. Rồi ok. Đợi chị có hình. Cảm ơn chị. Đợi chị có hình nhé. Rồi ok. Đợi Vân 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 ra rẫy, Vân chụp, Vân quay lên cho. Và hôm bữa Vân đi nhà bạn Vân á, Vân đi nhà bạn Vân thấy trước cửa nhà trồng, nó trồng cái cây đó, cái Vân nói ủa mày biết cái cây này là xài được không, nó nói sao mày biết, cái nói ủa gì mày cũng biết hả ông, bà nói là đến nỗi cái lá của nó bà lấy cái lá ngâm rượu thôi, mà bà nói bà lấy lá ngâm rượu xong bà đem đi xịt chống muỗi, thứ nhất là chống muỗi, thứ hai nữa là mình bị cắn xong mình xịt cái đó lên, bà bỏ vô trong bình xịt á, bà xịt lên cái vết thương, bà không dùng bôi, bà dùng xịt, thế là những cái mũi vết mũi cắn cũng tan hết luôn nha. Bà nói cái cây đó rất là hay, nói ủa mày cũng biết nữa hả, nói sao không biết, bà là người Trung Quốc á, hai vợ chồng bà đều biết cái cây đó và gia đình bà cũng có trồng nữa. Ba mẹ nói rất là nhiều người biết, những ai mà ở vùng núi ai cũng lấy cây đó để trồng, cây đó để dành, cây đó để mà cái cây đó vốn là cây dại. Nhưng về sau mọi người phát hiện ra, mọi người bắt đầu cứ trồng nó liên tục như vậy. Trồng để khi hết có xài, khi hết có xài, vì họ dùng hoài luôn mà. Học bên YouTube nịch bạn là gì? YouTube của mình, em bấm xem có cây cà nút áo không? Có phải cây cà nút áo không? YouTube của Vân là Hồng Vân Family Cuộc Sống Đài. Hồng Vân cái Family Cuộc Sống Đài. Cây cà nút áo, cây cà nút áo, cây cà nút áo này là cái cây nhỏ thôi, không phải cây kia nó rất là to, nó rất là cao. Cây cà nút áo này là cây nhỏ hả? Nó cũng gần giống cái như cái loại này, mà Vân thấy cái cây đó nó rất là to. Cái cây này nó chỉ là cây thấp thôi, cây này là chỉ là cây thấp thôi à. Cái trái nó cũng y như vậy luôn á, Vân thấy cái trái cũng y như cái trái này luôn, nhưng mà cây kia nó cao lắm, cây này nó thấp thôi à. Cây kia có thể cao tới 2-3 mét lận, cây này nó chỉ thấp thôi, chứ Vân nghĩ không biết có chắc không. Vân nghĩ nên quay thân cây, đúng cái thân cây cho mọi người xem hay hơn. Lỡ ngâm bậy rồi không được. Tại trong rẫy nhà Vân mẹ hiện tại trồng mấy cây lận, hết là cây nào lớn và to lớn lên thì mẹ sẽ đốn cái cây đó đi,
rồi vào nguyên cái cây. Mẹ thì bỏ lá, còn bạn Vân thì lấy cả lá ngâm thuốc luôn á. Mẹ Vân thì bỏ lá. Cái cây nó cao, có thể cao như thế này nè. Nó có thể cao như thế này nè. Và nó cái trái của nó nhỏ 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 giống như cái trái này nè. Ừ, khi nó chín nó màu vàng. Vân có bữa hai cái trái ăn thử luôn. Ăn nó như ăn cà vậy đó. Mà Vân không chắc chắn cái này phải không? Ừ. Việt Nam có, Việt Nam có cái đó. Việt Nam mình có, bởi thế Vân mới nói là Vân nên lan truyền cái đó cho người Việt Nam mình biết để dành lại. Nhiều sợ nhiều lúc anh em vùng núi biết đó chứ, tại mình vì nhiều người mình không biết chứ con nghĩ anh em vùng núi họ biết. Lấy chồng bên đấy lâu chưa? Vân lấy chồng lúc Vân 19 tuổi, 2004 lấy chồng qua bên này. Tới bây giờ 19, 20 năm rồi. Ừ. Đó. Vào vấn đề. Ngày mới sang không biết tiếng Trung đâu nha. Ngày mới sang không hề biết tiếng Trung. Ngày mới sang tiếng Trung không biết một chữ nào luôn. Thế là cố gắng một ngày cứ nói đại, nhiều lúc nói mà người ta cười nghiêng cười ngã, hoặc là nói sai người ta giận không biết gì luôn á. Cố gắng mới có được. Viết vào viết lâu chưa? Chị mới bắt đầu thêm à, chị vừa vào thôi. Chị ở Đài Loan nha, không phải ở Trung Quốc. Rồi, mình vào bảng chữ cái của ngày hôm nay. Bơ. Đây là chữ bơ của Đài Loan dùng. Bơ. Chữ bơ của bên Trung họ dùng chữ này. Bơ. Bơ. Chữ bơ này tương đương với chữ bờ của Việt Nam chúng ta. Ê, bơ. Sau đó mình đổi qua chữ phơ. Chữ phơ của Đài Loan dùng chữ này. Chữ phơ của Trung Quốc họ dùng chữ này. Chữ này chúng ta đọc bằng môi ra. Phơ. Phơ. Ừ, tình trạng em hiện giờ như cô mới sang. Mọi người mới sang, Vân đều hiểu được cuộc sống của mọi người. Tại là Vân là người đã từng đi qua. Cho nên là trong cái lúc mình ăn nói dễ làm cho người ta giận. Mà người ta không biết rằng mình ngôn ngữ bất đồng. Ngôn ngữ của mình chưa có giỏi. Mà với lại cộng thêm cái sự... cái sự nói ra không được trong cái lòng mình bực bội, mình tự mình cảm thấy mình như thế. Không phải là mình ghét ai, mà không phải mình giận ai, mà người ta cứ nhìn cái gương mặt của mình, người ta tưởng là mình sao, người ta cứ giận mình. Cho nên là nó có nhiều cái cuộc sống bất an ở nơi đó. Cho nên là Vân nghĩ mọi người nên cố gắng học tiếng, biểu lộ ra cái cảm xúc của mình, nhỏ nhẹ nói ra cái lương tâm của mình, nói ra những gì mình muốn nói, cho cuộc sống mình dễ sống hơn. Nhiều lúc để ý cái gương mặt mình khi mình trò chuyện với người khác, cộng thêm cái nụ cười, người ta mới không hiểu lầm rằng mình khó chịu với người ta. Người ta bên đài này hay nhìn gương mặt của mình, nghĩ rằng mình đang khó chịu với người ta, và người ta đánh giá mình. Vân nghĩ là khi nói chuyện các bạn nên cộng thêm cái nụ cười vào, thì nó sẽ giải quyết được rất là nhiều việc. Học cố lên. Rất yếu cho nên mình phải nói ra. Mình phải nói, điều quan trọng là mình phải chích ngừa trước cho họ rằng 我不会讲中文, 可是我会努力. Tôi không biết nói tiếng Trung nhưng tôi sẽ cố gắng. 如果我讲错, 你们叫我, 你们叫我, 不要生气. Nếu như mà mình nói sai thì xin mọi người dạy tôi. Cái từ 叫 là dùng cái từ 教 nó hay hơn. Tại vì cái từ 教 đó nó có hai âm, 教 và 教. Giao, đúng gọi là cái từ dạy, gọi là từ giao, âm thứ nhất. Rú của wo bu huay, wo bu dong, wo jiang chuo, ni men jiao wo. Ni men jiao wo. Các mọi người gọi dạy cho tôi. Bu shi wo gu yi jiang shenme, zhi shi wo bu hui biao da. Wo bu hui biao da, shuoyi wo ren wei hui jiang chuo, wo ye bu zhi dao. Mình phải chích ngừa trước cho họ, để họ không hiểu lầm mình. Chứ Vân thấy nhiều người để họ hay hiểu lầm lời nói của chúng ta. Và cộng thông trong lúc mà mình nói chuyện, mình gấp bách, mình không biểu đạt được, gương mặt mình sẽ bí xị. Bí xị thì họ tưởng mình đang giận, đang ăn ghen, ăn tức ở gì, hay là đang cái gì đó. Vì thế nhiều lúc nói chuyện Vân nghĩ cộng thêm cái nụ cười, hoặc biểu lộ rõ ra. Từ từ, chậm chậm ra, đừng nhanh. Mình nói chuyện mình nói chậm lại, vì người Việt mình nói nhanh người ta nghe không có hiểu. Cho nên cố gắng nói chậm lại là tốt nhất ha. Rồi, tại vì Vân đã từng như thế, Vân là người gấp rồi gấp. Và Vân cảm thấy Vân nóng tính nữa. Thứ hai nữa là Vân nói ra không được, trong lòng Vân nó bí. Nó bí là cái mặt Vân nó xấu, nó hay nhăn. Nhăn mà mẹ chồng Vân nó ghét nhăn vô cùng. Bà mẹ chồng ghét rất là ghét nhăn luôn. Bà mẹ chồng hồi trước á, rất là ghét nhăn luôn. Và bà tưởng đâu mình là kiểu như là mẹ chồng nữa. Mẹ chồng chọn con dâu là với mức gì? Bà hy vọng mình sau này là nơi tựa để cho bà dưỡng già.
Sau này con dâu này chính là nơi sau này nuôi bà già. Nếu mà mình mặc mình bí xị, họ sẽ sợ rằng sau này họ già họ nằm một chỗ, thì mình bí xị họ sẽ rất sợ cuộc sống già của họ bất ổn. Vì thế họ cứ hy vọng mình, nghĩ mình phải làm sao để theo cái ý của bà. Cho nên mình, cái quan trọng là mình nói rõ. Không nói rõ thì mình từ từ chậm chậm lại. Và mình nên chích ngừa trước cho họ là gương mặt tôi nó như vậy chứ không phải tôi ghét ai. Và thứ hai nữa là tôi không biết nói tiếng, vì nói sai xin hãy chỉ lại chứ không phải là giận tôi. Mình cố gắng mình biểu lộ ra. Có nhiều người già họ cứ tìm con dâu bằng cách là tìm một người để sau này an dưỡng tuổi già. Và người đó không có hung dữ, người đó không có cái gì đó. Họ hy vọng tìm một con dâu hiền, một con dâu ngoan, một con dâu biết làm việc nhà, mà biết nấu ăn, để sau này họ già rồi họ có nơi nương tựa. Họ hy vọng vậy đó. Mà mình giữ một cái là họ sợ là khi họ còn trẻ là họ cứ bắt ép mình. Tới khi già rồi họ mới sợ, sợ nó già rồi họ không làm được gì mình. Nhưng lúc còn trẻ họ sẽ ra hết sức quy lực để mà bắt ép mình, chèn ép mình. Cho nên là mình phải nói rõ ra, nếu mình muốn giữ được hạnh phúc, mình nghĩ là nên nói rõ ra mọi thứ. Chứ không thôi bắt đầu lại từ đầu, đi tiếp một cái hôn nhân nào đi nữa, nó cũng bắt đầu lại từ đầu. Vì ai cũng đó có lý tưởng đó hết. Bất kỳ người già bên Đài Loan này, họ lấy mình về với chủ yếu là nếu mà mình ở chung với ba mẹ chồng, điều quan trọng là họ muốn huấn luyện cho con dâu này, thứ nhất biết nấu ăn, biết làm việc nhà, và một điều quan trọng nhất là cái mặt đừng có bí xị, phải vui tánh, phải dễ chịu, phải làm cho họ sau này họ cảm thấy an toàn sau khi về tuổi già, không sợ bị con dâu ăn hiếp. Nhưng thôi già sức yếu không làm lại nó, cái mặt nó bí xị nó làm cho một chậm dầm là khỏi qua cuộc sống già luôn. Cho nên Vân nghĩ Vân đã phát hiện ra cái điều này, đó là họ đang huấn luyện mình trong cái lúc mà họ đang còn sức, hy vọng sau này già họ có thể có một nơi yên phận. Lắm lúc em bị như cô vậy đó, không hiểu ngôn ngữ, vì thế như thế đó. Vì thế là Vân thị nghĩ là khi các bạn nào mà ở với ba mẹ chồng, các bạn cứ phát hiện ra đi, họ đang cố gắng dạy chúng ta mọi thứ, và ngay cả họ dạy chúng ta làm người. Và họ đặc biệt là mình hung dữ là cái mặt họ còn dữ hơn. Và họ cứ đổi hết tội lỗi cho mình rồi này kia. Mình càng áp lực thì mình càng ngã nghiêng. Cho nên là phải cố gắng tìm ra. Quan trọng là mình nói chuyện nhập chậm thôi. Vân phát hiện người Việt chúng ta, kể cả Vân cũng vậy, nói chuyện tiếng Trung rất là nhanh, người ta nghe không hiểu. Và càng nhanh càng bức xúc thì càng vỡ chuyện. Cho nên chúng ta nên nói chuyện chậm lại. Không sao cả. Em qua xuất khẩu lao động thôi mà bà cũng khó. Đài Loan bên này bà già người nào cũng khó hết á. Người nào cũng khó hết á. Vì họ khó quá, nhiều lúc con cháu của họ không ở gần họ luôn. Sau này họ ở với chúng ta, ở với những người lao động, mà họ càng đối xử khó hơn. Tại vì họ sợ mình nghĩ mình là người ngoài, đi vô ăn cơm của họ rồi họ làm đủ thứ hết. Cái đó là người già nó có một cái quy sắc, cách sống riêng. Có một cái cách sống riêng, chúng ta không thể hòa nhập được với họ. Vì mình trẻ hơn họ, cái suy nghĩ của mình không có giống họ. Vì thế nó có một cái chênh lệch về tuổi tác, thì nó có một cái suy nghĩ khác nhau. Cho nên chúng ta phải cố gắng để vượt qua và hiểu được cái tâm lý thì chúng ta dễ sống hơn. Quan trọng vào bài thôi. Bơ phơ mơ, chữ này là chữ mơ của Đài Loan. Cách đọc tựa với chữ mờ của chúng ta, họ đọc mơ, bên Trung họ dùng chữ này. Mơ, mơ. Sau đó mình đổi qua chữ phơ. Đây là chữ phơ, tương đương với phở phở của Việt Nam mình. Bên Trung họ dùng chữ này. Phơ, phơ. Cái cách để răng, cái răng đè lên cái môi dưới y chang mình đọc chữ phờ vậy. Sau đó mình đổi qua chữ tơ. Đây là chữ tơ của Đài Loan dùng. Chữ tơ này tương đương với chữ tờ của Việt Nam chúng ta, nhưng bên Trung họ dùng chữ này. Ta phải để ý. Tơ. Buổi trưa vui vẻ nha. Chữ này đọc tơ, tơ. Sau đó mình đổi qua chữ thơ. Đây là chữ thơ của Đài Loan. Còn chữ thơ bên Trung họ dùng mỗi chữ tê thôi. Chữ thơ này tương đương với chữ thờ của Việt Nam mình, mà bên Trung họ dùng mỗi chữ tê, ta cũng phải để ý ha. Chữ này đọc thơ, thơ. Việt Nam mình đọc thờ. Đây là chữ nơ. Đây là chữ nơ của Đài Loan. Mọi người hãy để ý chữ nơ. Vân phát hiện bên Đài có hai chữ nơ, hai chữ nờ. Việt Nam mình đọc là chữ nờ. Nhưng chữ nơ này nó chỉ đứng trước người ta, nó không hề đứng sau người ta. Nó chỉ đứng trước, đứng trước. Phía sau này có các âm phụ, nó không bao giờ đứng phía sau các âm khác. Nó đứng trước các âm khác, nó tương đương với chữ nờ của mình, nhưng nó đứng trước người ta ha. Chữ này đọc nơ, nơ. Bên Trung lúc này dùng chữ nờ. Bên Trung dùng chữ nờ, Việt Nam mình gọi là nờ, họ gặp là nơ. Tiếp theo mình đổi qua chữ lơ. Đây là chữ lơ của Đài Loan dùng. Chữ này đọc lơ,
L, Việt Nam chúng ta đọc L, bên Trung họ dùng chữ này. Đó, tiếp theo mình đổi qua chữ cơ. Chữ cơ của Đài Loan, từ đây bên này kéo qua hai nét gần nhau, giống như dấu lớn dấu bé mà hài dấu. Bên Trung họ dùng chữ này, tương đương với chữ cờ của Việt Nam mình, nhưng họ đọc cơ, cơ. Đó. Tiếp theo mình đổi qua chữ khơ. Chữ khơ của Đài Loan viết như thế này. Đây là chữ khơ của Đài Loan. Chữ khơ của bên Trung, đáng lý họ phải viết KH nó mới giống tiếng Việt, nhưng họ viết mỗi chữ K, tương đương với chữ khờ của Việt Nam chúng ta. Họ đọc khơ, khơ. Đó. Đổi qua chữ hơ. Chữ hơ của Đài Loan. Đây là chữ hơ của Đài Loan dùng. Chữ hơ này, bên Trung họ dùng chữ này, tương đương với chữ đó của Việt Nam mình luôn. Việt Nam chúng ta đọc hờ. Họ đọc hơ, hơ. Đó, tiếp theo mình đổi qua chữ chi. Chữ này đọc chi. Đài Loan viết như thế này. Còn bên Trung thì viết cái chữ này, thường sẽ họ sẽ thêm y ở phía sau. Chữ này đọc chi. Không muốn lưỡi, trời giống như trời CH cộng với chữ y gì đó. Chi. Sau đó đổi qua cái chữ này phải bật hơi. Chi. Bật hơi ra đó. Chi, đọc bằng đầu lưỡi và bật hơi ra. Chi, bên Trung dùng chữ đó. Họ sẽ thêm y ở phía sau ha. Đó, tiếp theo chữ này, bên Đài Loan viết giống như chữ T, viết hoa của Việt Nam mình vậy đó. Bên Trung họ viết chữ này, ta lấy chữ này cộng thêm chữ y. Chi, chi, kéo theo chữ y. Chi, chữ này phải bật hơi ra. Chi, chữ này chỉ là chi. Ờ, nó khác nhau ha. Ở tiếp theo mình đổi qua cái chữ trờ tre. Đài Loan cũng có trờ tre. Trờ tre của Đài Loan là chữ này. Họ cộng thêm ư, trờ tre cộng thêm ư để đọc ra. Bên Trung dùng ZH, họ sẽ thêm y vào. Chi, chi. Sau đó đổi qua cái chữ này, Đài Loan viết như thế này. Còn bên Trung Quốc họ dùng CH. Cái chữ này các bạn rất là rõ ràng, vì chữ này là chữ khó trong tiếng Trung. Chữ này họ sẽ thêm y phía sau, nhưng họ lại đọc ư. Chữ này phải vừa S vừa trờ để đọc ra. Chi, uống lưỡi bật hơi. Chi, lưỡi uống lên mà còn bật hơi ra, nó ra một cái âm như thế. Chi, hả? Sau đó đổi qua chữ này, Đài Loan viết như thế này. Còn bên Trung thì họ viết S. Cái chữ S này ta cộng thêm chữ ư là ra được chữ này. Bên Trung họ viết SH, họ sẽ thêm y phía sau nhưng lại đọc ư. Chi, chỉ cần uống lưỡi là được, bật hơi nó nằm đây. Chi, còn cái này chỉ là chi, hả? Tiếp theo đây là chữ R của Đài Loan dùng, chấm, đóng lại. Đây là chữ R của Đài Loan, còn chữ R của bên Trung thì dùng chữ này, lấy cái chữ này cộng thêm chữ ư phía sau. R, Việt Nam mình có chữ R, chữ đó uống lưỡi đó. Đó. Tiếp theo đổi qua cái chữ Z, chữ này dùng CHU, giống như chờ CH của Việt Nam mình. Nhưng họ đọc có ư ở phía sau cho nên ta phải cộng thêm ư. Chữ này bên Trung viết chữ Z, chữ Z này phía sau có sẽ cộng thêm chữ Y, nhưng lại đọc chữ ư. Các bạn chỉ cần thấy là Việt Nam mình là chờ tre uống lưỡi, chờ CH thì lại không uống lưỡi. Bên Trung thì chúng ta ZH là phải uống lưỡi, mà chỉ có Z không thì không uống lưỡi. Ừ. Nó khác ở cái chỗ là bên tiếng Trung, bên bảng phím, bảng chữ cái của tiếng Trung, rõ ràng ở phía sau đều có chữ H, những cái chữ H đó là phải có nó là phải uống lưỡi vô. Và đặc biệt chữ R này chúng ta đã biết nó uống lưỡi, lưỡi sẵn rồi cho nên không cần để ý cái này. Và trái ngược lại ba chữ Z, C, S này, lúc này Z, C, S không có H phía sau, ba chữ này không có uống lưỡi. Với chữ này chúng ta dùng chờ CH cộng với ư. Chữ này Đài Loan viết như thế này, bên Trung Quốc viết chữ C, Đài Loan viết như thế này. Chúng ta cũng vậy, không uống lưỡi nhưng bật hơi ra, nghiến răng thẳng lưỡi bật hơi. Sau đó đến chữ này bên Trung, viết chữ S, Đài Loan viết như thế này. Lấy cái chữ này, nói thì lấy chữ này uống lưỡi chứ, lúc này là phải dùng cái chữ này cộng với chữ ư phía sau. Hảo, đó là 7 chữ viết âm y nhưng lại đọc âm ư trong tiếng Trung. Hảo, tiếp theo mình đổi qua cái chữ y. Chữ y của Đài Loan, chữ này, y. Đây là chữ y của Đài Loan. Chữ y này bên Trung có hai cách viết. Khi y đứng trước hoặc đứng một mình, họ sẽ dùng y dài cộng với y ngắn. Còn y đứng phía sau làm âm phụ, họ sẽ dùng y ngắn. Chữ y bên Trung có hai cách viết. Sau đó đổi qua chữ u. Lúc này chữ x của mình là chữ u của Đài Loan. Chữ này là u. Ngoài miền hình rỡ, tuệ, hình rỡ. Trung u bần lại giao cho đi chữ bố lỡ, 可是太热了.
因为上面是铁皮屋，超热的，嗯，超热的，所以我中午坐在这里，我快出油了，我不能直播，现在我才播。好，这里的乌乌乌过来了。 Lúc này chữ U bên Trung có hai cách viết. Khi U đứng trước họ sẽ dùng chữ W. Mà đặc biệt U đứng một mình là WU, cách của bên Trung Quốc. Còn U đứng phía sau làm âm phụ, phía trước này có các âm khác, nó đứng hàng thứ hai thì chữ U dùng chữ U như tiếng Việt. Chữ này đọc U, U. Sau đó đổi qua chữ U, lúc này ta đừng đọc U vì nó khá giống chữ U của chúng ta. Chữ này đọc uy, cách đọc tựa như chữ uy tín của mình. Nhưng uy tín của mình là u đứng trước, y đứng sau. Còn họ thì y đứng trước, u đứng sau. Khi nó đứng một mình hoặc đứng trước người ta là hai chữ như thế này. Còn nó đứng sau người ta, nó làm âm phụ. Trước này có bơ, phơ, mơ, tơ, thơ, nơ gì đó. Nó đứng hàng thứ hai thì trên đầu nó phải thêm hai dấu chấm vì nó khá giống chữ u. Lúc này có hai dấu chấm thì nó hết còn giống rồi. Sau đó đổi qua chữ A. Đây là chữ A của Đài Loan dùng. Chữ này đọc A. A, chữ A của bên Trung dùng y chang tiếng Việt. A, A. Sau đó đổi qua chữ O. Đây là chữ O của Đài Loan dùng. Chữ O của bên Trung họ dùng chữ này, cái miệng tròn do đọc ra. O, O. Sau đó đổi qua chữ Ơ. Chữ Ơ của Đài Loan viết như thế này. Nó khác, cái đầu nó lòi ra cái chữ O không. Chữ này đọc Ơ. Ơ, chữ Ơ bên Trung họ dùng chữ này. Đó, mình đổi qua bên này. Sau đó mình viết ra chữ E của Đài Loan và bên Trung Quốc. Chữ E của Đài Loan khác Trung Quốc. Một gạch, đây, kéo qua. Đây là chữ E của Đài Loan dùng. Chữ E của Trung Quốc họ dùng chữ này. E, E. Chữ này đọc E, Việt Nam mình cũng có chữ E. Lúc này nó không có cái nón, nhưng vì cái chữ Ơ bên trên này cũng là chữ này, cho nên nó lúc này nó có cái nón để phân biệt. Tại vì sao? Vì hai chữ nó giống nhau, người học sẽ không phân biệt được. Chữ này đọc E thì lúc này bên Trung co cho thêm cái nón, lắc nó ra ngoài sẽ không còn nón nữa ha. Chữ này đọc E, E y chang tiếng Việt. Sau đó đổi qua chữ I. Chữ I của Đài Loan viết như thế này. 1, 2, 3. Đây là chữ I của Đài Loan dùng. Chữ I của bên Trung họ dùng chữ này. I, I. Sau đó đổi qua chữ A. Đây là chữ A của Đài Loan dùng. A, cách đọc thì tựa với chữ ới A của Việt Nam mình. A, phía sau rõ ràng là có kéo theo chữ Y, cho nên khi đọc phải có chữ Y theo ha. A, A. Sau đó đổi qua chữ ao. Chữ ao của Đài Loan dùng chữ này. Ao, ao. Chữ ao bên Trung họ dùng chữ này y chang tiếng Việt luôn. Ao, nhớ đừng đọc ao, ao là được vì họ có một âm mà thôi. Ao, ao. Sau đó đổi qua chữ ô. Đây là chữ ô của Đài Loan dùng. Chữ ô của bên Trung họ dùng chữ này. Cách đọc của nó tự với chữ ớ của ô của Việt Nam mình. Ô, ô. Phía sau quan trọng là có chữ u theo. Tiếp theo mình đổi qua chữ an. Đây là chữ an của Đài Loan dùng. Đọc tương tự với chữ an toàn của Việt Nam mình, nhưng chúng ta đọc bằng đầu lưỡi vì nó có hơi khác một tí xíu. Chữ này đọc an, an. Mình Việt Nam mình đọc là an, bình an. Họ đọc bình an, bình an. Họ học đọc bằng đầu lưỡi. An, bình an. Tiếp theo đổi qua sàn tiền ân. Đài Loan gọi thế vì họ viết như thế này. Sàn tiền ân bên Trung họ viết chữ này. Và chữ này Vân nói là chữ N thứ hai của tiếng Trung. Nó đứng một mình, nó mang nghĩa cạn ơn, mang tiếng ân chỉnh rồi đó. Ân. Nó tương đương với chữ, khi mà muốn giải thích ra tiếng Việt, nó tương đương với chữ ớ nờ ân của Việt Nam mình. Nhưng không phải là nghĩa của ớ nờ ân. Nó đứng một mình, nó mang nghĩa ân đó. Giống như là cảm ơn, cảm ơn. Thì bên này họ nói là cạn ân, dùng âm này để bồi ra. Hôm qua có em chỉ về vấn đề này, hôm nay Vân giải thích rõ về vấn đề này. Nó đọc, cách đọc của nó tương đương với chữ ân, ớ nợ ân của Việt Nam mình. Nhưng khi viết ra khó, nó không phải là ớ nợ ân. Không phải là ớ nợ ân. Tại vì chữ này tương đương với chữ Việt Nam mình đọc N, N vậy đó. Thì N, N. Họ đọc ân, đọc bằng đầu lưỡi. Ân, cách đọc tự với ớ nợ ân.
Và nó trong tiếng Việt, tiếng Trung dịch ra tiếng Việt, ví dụ cảm ơn, phiên âm của nó chính là chữ này. Cảm ơn, cảm ơn. Nó đứng một mình, nó mang nghĩa ơn. Ân, ơn. Nhưng thường thường nó là chữ N, nó chỉ đứng sau người ta. Khi nó đứng một mình thì nó ra một nghĩa như thế này. Còn nó đứng, thường thường nó đứng sau, chứ nó không bao giờ đứng trước, là chữ N đứng trước người ta bao giờ. Nó chỉ là chữ N đứng sau người ta thôi. Còn chữ N đứng trước người ta là chữ này. Chữ N. Chữ N, chữ này tương đương với chữ N của chúng ta. Và chữ này vẫn nói nó là chữ N thứ hai trong tiếng Trung. Nó đứng một mình thì nó lại mang nghĩa ơn. Ấn, ân, ơn và ân. Còn nó đứng đằng sau người ta thì nó là chữ N thứ hai. Ví dụ chín thiên thì nhất định sẽ gắn nó đó. Chín thiên là chín. Hảo, vì thế có em hỏi là chị ơi tại sao y, y ân, tại sao lại đọc yên? Y ân in, tại sao là không phải là y ớn ở ân? Tại vì cái cách đọc của nó như thế thôi, chứ nó thật chất nó là chữ N. Khi mà nó ghép vào chữ của người ta, nó ghép với chữ U á, thì cái chữ E này còn để. Nó ghép với chữ Y với chữ lại Uy á, chữ E này lúc nào cũng bỏ đi, viết mỗi chữ N mà thôi. Cái quan trọng của nó là ở chỗ đó. Tiếp theo mình đổi qua chữ ân. Đây là chữ ân của Đài Loan dùng. Chữ ân này tương đương với chữ an ngờ ân của Việt Nam mình. Chữ này đọc ân. An, bên Trung họ viết tương đương với tiếng Việt luôn. An, chữ này chúng ta đọc từ cổ họng ra. An, an. Đó, tiếp theo mình đổi qua chữ ân, chữ này cũng đọc từ cổ họng ra. Các bạn thấy đây cái nét này bên dưới, nó bằng, nó đi ngang qua. Nó hỏng như cái chết nét này, bẻ xuống. Nét này như dấu lớn dấu bé của mình vậy đó. Còn cái nét này là từ đây nó đi ngang qua, nét dưới nó ngang hoàn toàn. Vì thế các bạn đang viết về phiên âm của tiếng Trung phải để ý về phiên âm của Đài Loan, các bạn phải để ý cái phần này ha. Chữ này đọc ân, đọc từ cổ họng ra. Chữ này đọc ớ giống như là ớ nờ ân, thì chữ này đọc giống như ớ ngờ ân. Nó đọc, cách đọc của nó. Chứ nó không phải là nó là ớ ngờ ân. Cách đọc của nó như ớ ngờ ân. Và đặc biệt là nó đứng sau người ta, nó như chữ N ngờ vậy đó. Nó như chữ N ngờ. Đây là như chữ N thì nó như chữ N ngờ. Đó, bên Trung họ dùng chữ này. Khi mà nó đi ghép với các âm khác, nó chỉ có âm U mới được giữ chữ E thôi. Còn nó ghép với các âm khác, chữ E được bỏ đi và viết mỗi chữ N và nó tương đương với chữ N. Nhưng họ đọc là ân, đọc từ cổ họng đọc ra. Ân, còn chữ này đọc bằng đầu lưỡi. Ân, ân, họ. Sau đó chúng ta đổi qua chữ R. Đây là chữ R của Đài Loan dùng. Chữ này đọc R, uốn lưỡi lên. R. Bên Trung họ viết ra chữ có chữ R phía sau, vì thế nó uốn lưỡi. Việt Nam có chữ ơ không uốn lưỡi. Ta lấy cái chữ ơ đó uốn lưỡi lên để đọc ra chữ này. R, R, 37 chữ cái tới chữ đó là hết. Bây giờ đi ghép âm, bây giờ sẽ đi ghép âm ha. Đây là chữ Y của Đài Loan, bây giờ ghép với chữ A. Tuy đứng hai ô nhưng hai em bây giờ là một âm. Âm ghép Y A Ya, Đài Loan viết như thế này. Khi mà nó đứng một mình hoặc là nó đứng lần sau người ta làm âm phụ gì đó, nó cũng như thế này, nó không hề thay đổi cách viết của Đài Loan. Còn bên Trung có. Bên Trung chữ Y đứng trước, không ai chặn nó hết. Chữ Y sẽ đổi thành Y dài. Lúc này Y A Ya mà, vì thế chữ A phải viết đằng sau. Đây là Y A Ya khi nó đứng một mình. Còn Y A Ya đứng phía sau làm âm phụ, phía trước này có các âm khác, bên Trung sẽ dùng Y ngắn chứ không dùng Y dài. Ví dụ họ nói xoa giả, giả so, giả cao, giả, giả sĩ. Thì cái âm y a ya nhất định họ sẽ dùng y dài, thêm dấu hai vô, giả, gia, giả, giả, gia, bốn âm ta đọc thế. Còn nó đứng sau làm âm phụ nhất định sẽ là chữ y ngắn, chứ không phải là chữ y dài ha. Vì thế mới có sự chữ y ngắn, y dài ở đây. Tiếp theo chúng ta đổi qua cái chữ y ghép với lại chữ o. Y o, yo của Đài Loan viết như thế này. Chữ này đọc y o yo. Y o yo, chữ y đứng trước họ sẽ dùng y dài, chữ o điền ra sau. Còn đứng phía sau làm âm phụ, y o yo sẽ là chữ y ngắn. Sau đó đổi qua chữ y ghép với lại chữ e. Y e ye. Y e ye. Đây là chữ y e ye của Đài Loan. Hey, lúc này chữ y được ghép với chữ e rồi, các bạn đều nói là không có chữ e. Có chữ e, có khi nó đứng một mình thì nó không có chữ cho lắm thôi. Nó đứng một mình thì nó không có bao nhiêu chữ. Để Vân tìm cho. Đây, lúc này mình lấy cái chữ E.
Chữ E khi nó đứng một mình thì nó chỉ có như thế này. E, E. Đây là một cái chữ nói với bạn mình thôi. E, nó anh nè. E, chẳng có chơi giang này. Chữ E khi đứng một mình có cái chữ này. À, đây là cái sự đứng cuối câu của một câu nói nào đó. E, E, hoặc E, E. À, còn khi nó đứng chung câu, nó đung ghép á, thì có E, E, E. À, Ye, shi, ye, zi. Hẳn ye, ye, ye. Ye wan. Cái này đều gọi là y e ye hết. Nó đều có liên quan tới y e ye, nó có ghép chữ e trong này ha. Ừ, nó đứng phía sau người ta nhưng mà nó không còn cái nón nữa, nó chỉ còn có chữ e mà thôi. Nó chỉ còn có chữ e mà thôi, nó không có cái nón nữa. Ừ, phía sau đều là ye, 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 ye. Ờ, phía sau đều là chữ e hết. Ừ. Khi mà nó đứng một mình, họ đều dùng y dài, các bạn thấy đây. Cái chữ này lúc này nó chỉ có một mình nó. Chữ y đứng trước đó, không ai đứng trước chành nó hết. Dê, 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 hẳn dê tại dê, dê dê tại dê, dê hoàn tại dê, khoan dê tại dê. Đều là chữ y dài hết, các bạn thấy đâu có chữ y ngắn ở đây đâu đúng không? Ừ. Thì cái chữ e này nó đa phần nó đi ghép với người ta. Còn cái chữ đằng trên này cũng có một chữ viết chữ e nữa, chữ đó đọc chữ ơ. Chữ này đọc chữ ơ, bên trên này viết sai rồi. Bên trên này không phải viết chữ này. Trên này là dùng cái chữ này. Trên này là dùng chữ này. Ừ. Vì chữ này đọc ơ, ơ, nó cũng viết như thế này luôn. Và chữ e, đáng lý ra là nó không có nón, nó cũng viết như vậy luôn. Ừ. Bên Đài Loan thì viết khác, cái chữ khác. Nhưng bên Trung nó là giống nhau, hai chữ nó giống nhau hoàn toàn. Nhưng có chữ e đi ghép với cái âm khác thôi. Chữ ơ không có đi ghép với âm khác, nó đi, nó đứng thường là nó đứng sau người ta hoặc nó đứng một mình. Tu zi ơ, ơ ơ ơ ơ, hoặc là hở zi cái hợp, hở duê, hở duê hợp đồng, thì nó đứng hàng thứ hai, đứng phía sau người ta thì có, còn mà âm thứ ba có nó là không có rồi đó, chỉ có âm e mới có thôi. Ê, cho nên vì sau này khi đi ghép với âm khác nó bỏ đi cái con dấu của nó, người học vẫn phân biệt được. Như chẳng hạn như lúc này y ghép với e, e lúc này y đứng trước, khi không ai chặn nó họ sẽ dùng y dài, chữ e lúc này không còn cái nón nữa. Ừ. Và nó đứng phía sau làm âm phụ y e y cũng là chữ e không còn cái nón nữa, đứng phía sau làm âm phụ sẽ dùng từ này ye 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 ye, năm âm ye 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 ye, năm âm ta đọc thế. Ừ. Tiếp theo đổi qua chữ y ghép với chữ i, đây là chữ y ghép với chữ i của Đài Loan dùng. Y i dài, y i dài, chữ y đứng trước dùng y dài, i hai chữ điền ra sau, còn đứng sau làm âm phụ y i dài sẽ dùng y ngắn, dài 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 dài. Tiếp theo mình đổi qua chữ y ghép với lại chữ ao, đây là chữ y ghép với chữ ao của Đài Loan dùng như thế này. Y ao giao, y đứng trước dùng y dài, ao điền ra sau, giao dạo dạo giao, giao dạo dạo giao, dùng chữ y dài, dài này. Còn nó đứng phía sau làm âm phụ y ao giao, họ sẽ dùng nó dùng y ngắn. Ừ, có phải chữ e không có thanh điệu thì đọc ơ, còn có thanh điệu thì đọc ưa. Ờ, chữ ưa thường là bên Trung họ đọc ưa. Ừ, chất cỡ, chất cỡ. Đài Loan thì đọc trước cửa, bên Trung đọc trước cửa, trước cửa. Ờ, tu chữ ơ, tu chữ ơ bên Đài đọc là tu chữ ơ, bên Trung có nơi đọc tu chữ ơ. Wo tu chữ ơ là ơ là, wo ơ là, bên Đài chỉ nói wo ơ là. Vì thế cái âm này tùy nơi đọc, có nơi đọc ơ, có nơi đọc ơ, có nơi đọc ơ, ơ. Chẳng hạn trong bốn chữ này, bốn chữ này bên Trung họ sẽ đọc bua, pua, mua, phua. Họ không đọc bơ, pơ, mơ, phơ. Bên Đài Loan đọc bơ, pơ, mơ, phơ. Bên Trung bốn chữ này đầu tiên họ đọc bua, pua, mua, phua. Còn phía sau thì y chang, tơ, thơ, nơ. Họ đều đọc tơ, thơ, nơ, y chang bên Đài Loan luôn. À, không có đổi, chỉ có bốn âm đầu. Họ nghe có ư, ư, ư. Có nhiều âm như âm e, âm ơ thì họ đọc ưa. Ưa, ờ, tùy vùng miền em nha, tùy vùng miền đọc. Yếu đuối, rạn rụa,
mạnh mẽ thì thường nói là chẳng chuông. Chẳng chuông, cường tráng, mạnh mẽ rồi đó. Yếu đuối thì gọi là ruộng ruộng. Hảo, chữ này đọc ao, ao, y ao kết hợp đọc y ao, giao, y ao, giao, giao, giảo, 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 bốn âm. Sau đó đổi qua chữ y ghép với lại chữ ô, y ô, dô, y ô, dô bên Trung cũng vậy. Chữ y đứng trước không ai chặn nó, họ sẽ dùng y dài, ô hai chữ điền ra sau. Còn nó đứng phía sau người ta nó sẽ đọc yêu, ví dụ tiêu tiêu. Mấy ổ tiêu, không có vứt. Tiêu tiêu là vứt đi. Đứng phía trước đọc dô, thành hai, dỗ, dỗ, dô. Bốn âm ta đọc thế. Tiếp theo đổi qua chữ y ghép với lại chữ an. Đây là y ghép với lại an, y an, yên. Y an, yên của Đài Loan viết như thế này. Còn y an, yên bên Trung, y đứng trước, đổi y dài, an điền ra sau. Y an, yên. Còn đứng phía sau làm âm phụ sẽ dùng y ngắn như thế này. Yên, 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 yên. Yên, 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 yên. Bốn âm ta đọc thế. Tiếp theo chữ y ghép với lại sản tên ân. Hôm qua có em hỏi âm này. Y ân, in, đọc bằng đầu lưỡi. Y ân, in. Vân đã giải thích chữ này, chữ ân cách đọc tự với chữ ớ nợ ân. Cho nên em ấy đã tưởng chữ này từng giống như là chữ ớ nợ ân. Vì thế khi em ấy hỏi là y ân, in. Y lúc này khi đứng trước họ sẽ dùng hai chữ ân này en, họ không lấy chữ en nữa. Bây giờ nó lấy có mỗi chữ n, vì thế nó giống như chữ n đứng phía sau người ta vậy. Giống như chữ n đứng phía sau. Nó không là chữ n đứng trước, nó chỉ là chữ n đứng sau hoặc đứng một mình mà thôi. Đứng một mình nó thêm chữ e vô cho nên đọc tương đương với chữ ân, cảm ơn, ân, ân tình rồi đó. Ân chỉnh, ân chỉnh có nghĩa là ân tình của Việt Nam mình. Thì nó mang nghĩa ơn và ân. Còn nó đứng phía sau thì bỏ chữ e đi, nó tương đương với chữ n, nhưng nó chỉ đứng sau người ta, nó không đứng trước người ta. Và lúc này chữ y ghép vào y ngắn, họ dùng y ngắn thì tương đương với chữ in, in của Việt Nam mình vậy đó. Họ đọc y in, in, vì cách đọc chữ này là chữ in, không phải là họ đọc n. Nếu mà họ đọc n thì quá dễ rồi, y chang tiếng Việt mình luôn rồi. Họ đọc in, vì thế đọc y in, in, cách đọc y chang in, in của Việt Nam chúng ta. Y in, in, họ. Lớp đầu tiên, lớp đầu tiên, lớp đầu tiên em qua bên YouTube tìm bài. Lớp 1, bài 1, sách mới, em ghi ra nha, đây là tựa đề của nó. Lớp 1, bài 1, sách mới, tiếng Trung dành cho người mới bắt đầu. Em học từ cái bài 1 đó đi lên. Đó là bài đầu tiên dành cho các em mới bắt đầu nha. Đó. Tiếp theo mình chữ Y. Đây là chữ Y ghép với lại chữ An. Y An, Giang. Y An, Giang. Ê. Chữ y lúc này đứng trước, họ dùng y dài, ăn điền ra sau. Y ăn dân. Y ăn dân. Còn nó đứng phía sau làm âm phụ, y ăn dân, họ sẽ dùng y ngắn. Dân, 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 dân. Cách đọc giống như giờ ăn, ngờ ăn của Việt Nam mình. Nhưng họ dùng chữ y, nhưng đọc chữ dân. Chữ y đọc dân này rất là nhiều bạn biết mà, chiếc xe người ta hay viết cái chữ dân là với chữ này. Dân, 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 dân. Bốn âm ta đọc thế. Sau đó ta đổi qua âm khác, chữ y ghép với lại chữ ân. Đây là chữ y ghép với lại chữ ân. Y ân này, chữ ân này tương cách đọc tương đương với ớ ngờ ân của Việt Nam mình. Ân nhớ đọc từ cổ họng đọc ra. Ân, ân, y ân yên. Ê, y ân yên này cũng là một cái vấn đề. Lúc này chữ y đứng phía trước họ dùng hai chữ. Chữ này e ngờ en mà. Lúc này chữ E không ghi, ghi chữ N về thôi. Vì nó lúc này nó, cái bộ phận, cái chữ này nó giống như chữ N của Việt Nam mình vậy đó. Bỏ chữ E đi là nó tương đương với chữ N của mình. Và lúc này nó đứng phía sau làm âm phụ, chữ Y sẽ viết mỗi chữ Y ngắn thôi, chữ N ghi xuống. Cách đọc Y như Y ngờ yên vậy. Chúng ta đánh vần Y ngờ yên là ra nghe chữ này. Nhưng không phải là đọc chữ ngờ, mà họ đọc là chữ ân. Y ân, yên. Y ân, yên. Chúng ta chỉ cần đọc nó là ân, y ân, yên, đọc từ cổ họng ra. Ê, và có em hỏi rằng, chị ơi, chữ y, ân, tại sao lại đọc yên? Tại sao lại lúc này lại đọc yên? Tuy là Vân nói nó giống chữ ân, nhưng lúc này chữ này không được viết.
họ viết chữ e chứ không phải là chữ ớ, nhưng mà mình bồi ra nó như là chữ ớ của mình, ớ ngờ ân. À, và lúc này họ chữ e bên trung, chữ e nó đâu còn viết chữ ân này, lúc nãy chúng ta thấy mà chữ ân này là họ bên trung họ viết e ngờ đúng không, nó đứng một mình thì chữ e nó, ví dụ như phẫn dồ tập phẫn, phẫn dồ tập phẫn, lúc này phía sau là chữ ân phẫn, bên đều đang viết như thế này phẫn đúng không, phẫn, chữ phẫn này khi này nó đứng một mình, nó đi ghép với người ta thì nó không có bị bỏ, nó không có bị bỏ. Còn nó đứng phía sau mà nó có chữ y như thế này thì lúc này chữ phận này sẽ không còn, không có bao giờ ghi như thế này nữa, mà chữ e bỏ đi, viết mỗi chữ n ngờ. Phiển viết thế này, phiển nó đứng phía sau nó y như chữ n ngờ vậy đó, khi nó đứng một mình nó có chữ e mới đọc ân ân. Ừ, đứng phía sau nó cũng đọc ân y ân yên, nhưng chữ e không được viết, chữ e bỏ đi, chữ e bỏ đi, viết chữ y n, nó tương đương với chữ n của mình nhưng cách đọc của nó khác, nó đọc ân ân và nó đứng một mình thì nó lại có cái nghĩa khác, nó đứng phía sau có ghép âm khác vô thì nó tương đương với chữ n của chúng ta. À, y ân yên, vì thế không nói là y ghép với ớ ngờ ân, tại sao đọc yên, à, tại sao đọc yên, vì cách đổi của họ là như thế, cách đổi của họ, họ bỏ đi chữ e rồi thì nó giống như chữ n, y ân yên. Bởi vì thế tiếng Trung bên Trung Quốc nó có cái sự thay đổi như thế mới rối não, mới khó chịu chỗ đó, à, mới khó học. À, tiếp theo mình đổi qua chữ U. Đây là chữ U của Đài Loan dùng ghép với chữ A. U A Wa, U A Wa. Đây là U A Wa của Đài Loan. Nó không hề thay đổi gì hết, nó rất là dễ học. Các bạn chỉ cần theo dõi một thời gian các bạn sẽ thuộc luôn bảng chữ cái của Đài Loan. Chinh phục được một bảng chữ cái của Đài Loan và bảng học được chữ của Đài Loan, các bạn cũng đã có tiếng Trung rất là nhiều. Không nhất định phải đòi hỏi, ồ tôi đang ở đây Trung Quốc, tôi phải học tiếng này. Các bạn chỉ nắm được một cái ngôn ngữ cho rõ ràng, các bạn chinh phục lại cái chữ bên kia cũng rất là dễ. Rất là dễ luôn. U A Wa của Đài Loan đứng một mình hoặc đứng sau người ta đều là như vậy, không hề gì thay đổi hết. Bên Trung có. Bên Trung hễ chữ U đứng trước, họ sẽ dùng chữ W. Và đặc biệt khi U A Wa này đứng trước là họ dùng W, chữ A điền ra sau. Khi mà nó đứng một mình á, đặc biệt nó đứng một mình thì chữ U mà, họ đã là W mà còn thêm U vào nữa. À, ví dụ như U cờ 5 cái, U cờ là thanh thứ 3, viết chữ U đây. U này tương đương với số 5. U cờ 5 cái họ sẽ dùng chữ U này. Và các bạn thấy W từ đâu ra? Chính là chữ U A Wa viết ra. Nhưng lúc này U A Wa đứng phía sau làm âm phụ, họ sẽ không viết W nữa. Đứng phía sau, phía trước này có chữ hoa đi. Ví dụ các bạn nói về hoa tụa, hoa có phải là chữ này không ạ? Âm 1 họ kéo ngang hoàn toàn. Thì lúc này tại sao không viết chữ H W A? Không ai viết đó. Khi nó đứng một mình, trước này không ai chặn nó hết, thì nó là W. Mà nó đứng phía sau, phía trước này có các âm khác chặn nó, nó sẽ là chữ U A như thế này. Hai chữ này là một, nhưng khi nó đứng một mình, nó đứng chung với người ta, nó khác nhau. À, vì thế nó có hai cách viết như thế này. Wa, 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 wa. Bốn âm ta đọc thế. À, wa, 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 wa. Tiếp theo chữ U ghép với lại chữ O. Đây là U, O, wo. Các bạn thường nói wo, ai, nhỉ, chữ wo. Chữ wo bên ngoài có phải là W, O thành 3. Wo, ai, nhỉ, the wo, đúng không? Lúc này chữ wo của Đài Loan viết như thế này, chưa có dấu gì hết, tương đương với thành 1. U, O, wo. Wo này thường có nhạo wo, tổ chim. Mã gì wo, tổ kiến. À, nói về cái tổ của động vật. À, lúc này W, O, wo. Còn nó đứng phía sau người ta thì nó là âm này. Không? Wo, 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 wo tờ là thành 3. Wo. Wo là thành 4 giáo quyền. Wo. Wo, 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 wo. Các bạn ngồi rảnh có thể luyện như thế. Chúng ta làm bất cứ việc gì tôi cũng luyện được, vì luyện bằng miệng không ảnh hưởng đến tay chân. Chúng ta luyện 4 âm. Wo, 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 wo. Hảo. Chúng ta đổi qua chữ U ghép với lại chữ I. U, I, Y. U, I, Y của Đài Loan viết như thế này, không hề thay đổi. U, I, Y của bên Trung có. U hễ U đứng trước không ai chặn nó, họ sẽ dùng W và chữ I viết ra sau. U, I, Y đứng phía sau làm âm phụ. Trước này, hậu xoài, khoai lỡ, hư rồi. Khoai, thêm chữ H, xoài, thêm chữ SH vào trước, phía sau là nó như thế này.
quay quẩy quẩy quay, bốn âm đọc thế. Sau đó đổi qua u ghép với lại chữ a, u a quay của Đài Loan viết như thế này, không hề thay đổi. Bên Trung có u đứng trước đổi a w, a điền ra sau, quay quẩy quay quay, còn đứng phía sau chữ u ghi xuống, chữ e không ghi, ghi chữ y mà thôi. Quay quẩy quay quay, bốn âm. Sau đó chữ u ghép với lại chữ an, u an wan, wan 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 wan, bốn âm của nó đó. W an khi nó đứng một mình, còn đứng phía sau xì khoan tờ khoan, nhất định sẽ dùng âm này để ghép. Tôi thích bạn, xì khoan phía trước chữ hơ, phía sau điền chữ này. Khoan khoản hoạn khoan, bốn âm. Khoan khoản hoạn khoan, tại vì nó thêm chữ hơ vào rồi mà, đúng không? Khoan khoản, khoản là trả, khoản khoản man, khoản thay đổi, bốn âm. Khoan khoản khoản khoan, nếu đứng phía sau nó không bao giờ điền w ở đây mà là chữ u chuyển lại như thế này, đúng không? Còn nó đứng trước nhất định sẽ dùng từ này, quan quản quản quan, quan quản quản quan. Tại sao đọc khoan khoản khoản khoan? Bây giờ quan quản quản quan, mọi người biết tại sao không? Biết tại sao mà đọc khoan khoản khoản khoan mà cái kia đọc quan quản quản quan không? Nãy giờ đọc mọi người có biết tại sao không? Tại vì từ trước này nó có chữ hờ, đúng không? Hơ u an khoan, hơ u an ở sân khoan, hơ u an san sân khoan khoan, hơ u an sư sân khoan. Vì thế nó đọc khoan 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 khoan. Còn lúc này chính bản thân nó quan quản quản quan, quan quản hào quản, chi quản đi chơi rồi đó. Quản khoan quản, ví dụ quản sang ta quản xiao quản, thanh ba đọc quản, thanh tư đọc quản quản. Vì thế nó khác chỗ đó ha. Nó ghi vào các âm khác thì nó cũng là vậy thôi, u an quan cộng thêm chữ gì đó. Còn không đứng một mình thì chỉ cần nhớ u an quan, thành thứ nhất chưa có chữ nào hết, chưa có âm nào hết. Tiếp theo chữ u ghép với lại sành tiền ân, Đài Loan viết như thế này, u ân quên đọc đầu lưỡi, quên quẩn quẩn quên, bốn âm đó. Chữ u đứng trước dùng w, lúc này chữ e n này gặp phải âm u mới được viết trọn vẹn không bị bỏ, nhưng đứng phía sau thì lại bị bỏ, chữ e bỏ đi viết chữ n. Quên quẩn quẩn quên, bạn chữ cái này chị viết mỗi ngày luôn ha, chị viết cả năm nay rồi, cho nên là tại sao làm cả năm nay mà vẫn không nghỉ. Có nhiều em đã thuộc rồi và cứ nghĩ rằng tại sao chị vẫn làm mỗi ngày, tại vì có nhiều em mới vào, hy vọng em mới cũng thuộc, cho nên làm mỗi ngày, làm mỗi ngày, hy vọng mọi người thuộc, vì nó khó chứ nó không dễ. Và các bạn đã chinh phục được nó thì cảm thấy nó dễ rồi, thì còn các bạn khác cảm thấy khó, cho nên là đã làm mỗi ngày như thế này. Vì thế cố gắng làm sẽ có được ha. Quên quẩn quẩn quên. Tiếp theo chữ u, u ghép với lại chữ có biết thiếu không? Không có biết thiếu đâu ha. U ghép với lại chữ an, u an quang, u an quang của Đài Loan viết như thế này, chữ u đứng trước họ dùng w, an này giống an ngờ an điền ra sau, quang 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 quang, còn đứng phía sau làm âm phụ họ sẽ dùng âm này, quang 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 quang. Vẫn chưa học được hết, đúng vậy, nó không dễ chinh phục cho nên phải làm mỗi ngày, cho nên mọi người cố gắng đi, cố gắng học, Vân cố gắng làm, mọi người cố gắng học đi, nhất định là sau này là của các bạn chứ không phải là của Vân nữa. Đó, tiếp theo đổi qua chữ u ghép với lại chữ ân, u ân quân, u ân quân, nhớ đọc từ cổ họng ra, những cái chữ mà đọc từ cổ họng là nó vẫn đọc từ cổ họng ra. U đổi w, ân này nó e ngờ en đi chung chữ với chữ u thì nó được viết trọn vẹn, còn đứng phía sau thì chữ e không ghi, chữ u đổi thành chữ o, chữ u gặp phải em này biến thành chữ o, nó không như các bạn khác đều là chữ u hết, gặp phải em này biến chữ o và chữ e không ghi nữa, chữ e ng ghi xuống, đứng phía sau đọc ông ông, có người đọc ông ông, đứng phía trước đọc quân quân quẩn quẩn quân, đứng phía sau đọc ông công chúa lão tông lão tông chế, lão tông chế, hoặc là công viện
Công Duyện đứng phía sau đọc ông, đứng phía trước đọc quân. Tiếp theo mình đổi qua chữ Uy. Chữ Uy của Đài Loan khá giống chữ U của Việt Nam mình, chữ E ghép vô, Uy E Yue. Chữ E này nè, các bạn thấy nè, nó đi ghép với chữ Y nè, nó ghép với chữ Uy nè, chứ nó đâu có ghép với chữ U đâu, đâu có U E đâu đúng không? Không có U E, nó không có ghép với chữ E U, nó không ghép với chữ U, nó chỉ đi ghép với chữ Y và chữ Uy mà thôi. Uy E Yue. Uy lúc này hai chữ đúng không? Khi nó đứng một mình hai chữ. E lúc này một chữ không còn cái nón. Yue, 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 yue. Đứng phía sau làm âm phụ, nó phải thêm hai dấu chấm vì nó khá giống chữ U. Chữ E điền xuống. Yue, e, yue. À, quân, 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 quân. Đúng rồi. W, U, Châu. Đọc là gì chị? Ví dụ U, Châu. U, Châu. Ủ Châu, em không có viết âm, chị không biết đang em đang viết cái gì. Em phải thêm thanh vô. Thanh 1, thanh 2, thanh 3, thanh 4. Và nhiều chữ nó có một phiên âm một phiên âm nhưng nhiều chữ cái. Em muốn đang nhắc chữ cái nào? Ủ Châu, Ủ Châu, cái gì đó phải thêm âm đầy đủ và phải biết chữ của nó nữa. Vì tiếng Trung các bạn mình đã chọn làm chữ cái cho các bạn xem rất là nhiều. Nó cùng âm nhưng khác chữ rất là nhiều đúng không? Đó, chữ Uy ghép với lại chữ An. Uy An Duyên. Uy An Duyên của Đài Loan viết như thế này, đọc bằng đầu lưỡi. Uy lúc này hai chữ, An lúc này hai chữ. Duyên, 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 Duyên. Các bạn biết đạo viên của Đài Loan mà, gọi là Thảo Duyên. Thêm dấu sắc đọc Duyên. Hảo Duyên, xào quá, thêm dấu thanh ba, Duyên. Thanh tư đọc Duyên, của Duyên Y. Thanh tư Duyên. Duyên, 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 dùng âm này. Còn nó đứng phía sau làm âm phụ, chữ Uy trên đầu phải thêm hai dấu chấm. Chữ An ghi xuống, Duyên, Duyên. Hảo, chữ Uy ghép với lại sàn tiền ân. Uy ân, Duyên, Duyên. Chữ Uy lúc này họ dùng hai chữ. Chữ này N, chữ E bỏ đi rồi, không còn viết nữa. Duyên, Duyên. Đứng phía sau làm âm phụ thì trên đầu phải thêm hai dấu chấm và chữ N ghi xuống. Duyên, Thổ Duyên, Thổ Duyên, Thổ Duyên. Bãi Duyên, Hỗn Duyên. Thanh ba ta đọc Duyên, thanh tư ta đọc Duyên, Duyên. Đứng phía sau, rồi viết rồi. Sau đó chữ Uy ghép với lại chữ Ân. Uy Ân, Dung, Dung. Dung, dũng, dũng, dung. Các bạn thấy phía sau chữ O là sao? Chữ U mà sao giờ chữ O gặp phải em này là biến thành chữ O rồi đó. Còn đứng phía sau làm âm phụ chữ Y sẽ đổi thành Y ngắn. Dung, dũng, dũng, dung. Tên bạn em đó mà em không biết dịch ra có nghĩa gì. Em cho chị cái chữ, em cho chị phiên âm, chị cũng không biết tên bạn em là chữ nào. Vì phiên âm nó ra rất là nhiều chữ, chị không có thể đoán được đó là chữ nào nha em nha. Chữ tiếng Trung cùng một cái phiên âm đó. Ví dụ như lúc nãy em viết cho chị cái gì? U Châu. U Châu thứ nhất là không có phiên, không có thanh điệu. U là chữ U, Châu là chữ trò tre cộng với Âu. U Châu, đây là tất cả những chữ có U Châu. Và ví dụ như thanh này, U Châu, Quân Châu, Quỷ Châu, U Chỉ, U Chi, này là đều có thanh điệu hết nha. Chữ của em là U Châu mà. Hảo. Rồi U Chi, U Chi, U Chi, U Chi, U Chi, Quỳnh Trôn, U Trụ, đều là chữ U và cái chữ trò tre. Em biết ZH là trò tre đó. Cộng thế đặc biệt có chữ U phía sau nữa đúng không? U Châu, Wo Chi, Quỳnh Trôn, Hoàn Trần, Quỳ Chi, Quỷ Chủ, Hoàn Trần, đều là chữ U cộng với chữ ZH, Âu ở phía sau. Nhưng cái chữ này Hoàn Trần nó không phải. Trần này dùng cái từ chữ ẩn, chữ ẩn trần. Hoàn Trần. Vì thế phải cho đúng âm, đúng chữ nha. Đặc biệt là tên, đặc biệt là tên, không phải là cho cái chữ đó có thể đoán ra được nha. Đó, chúng ta vào sách giáo khoa. Hồi nãy em nào muốn chụp lại cái bảng chữ cái này, chụp không? Chụp hay là ngày mai cùng viết ra cho nó hay hơn, vừa viết vừa đọc. Muốn chụp thì chị cho chụp, còn muốn mai tới viết
viết ra, vừa viết vừa đọc ra thì nó mới mau hiểu được. Còn chụp thì em phải chụp đi. Chụp thì em chụp đi. Em chụp với, rồi chụp đi. Chụp đi rồi chúng ta vào cái bài văn của ngày hôm nay. Em muốn chụp rồi chụp đi em. Nhớ nha, cái nào làm mẫu đừng chụp vô nha. Mấy cái kia làm mẫu giới thiệu đồ này kia đừng viết vô. Chữ bên trên này không cần viết đâu. Chữ bên trên này không viết đâu, vì cái chữ bên này nó ở dưới nó có rồi. Viết từ cái đường gạch của nó thôi. Cái đường gạch. Bên trên thì tới cái đường gạch đó thôi, bên dưới thì nó qua đường gạch của nó đó. Rồi, ở dưới đây nè. Ở dưới này thì nó qua tới đường gạch luôn ha, đều là nó hết. Cho nên là ấy luôn nha. Tại giấy chia làm hai phần vậy mới đủ. Bữa sau dùng cái một nửa bên kia, không có uổng giấy, dùng một nửa bên kia. Chị em chụp phần trên với chế. Rồi chụp đây. Các bạn chụp dưới chụp xong chưa? Xong rồi chị chỉ phần trên cho em ấy nha. Nhớ là cách viết của chúng ta là viết dọc xuống nha, đừng viết ngang, tìm ra không ra từ vựng nha. Các bạn viết ngang như vậy cũng được, viết ngang như vậy nhưng mà biết mình đang viết cái gì. Các bạn muốn viết ngang cũng được, mà các bạn nên viết dọc và đọc từng chữ nó hay hơn. Để nhớ cả bảng chữ cái của Đài Loan và Trung Quốc, màu đỏ là của Đài Loan và màu đen là của Trung Quốc. Chúng ta đang làm cả hai bảng chữ cái của hai nước luôn đó. Mỗi ngày chỉ dậy mấy giờ, mấy bữa nay ngày lễ chứ dậy không có đúng giờ cho lắm, chứ thường thường là thứ hai được nghỉ, thứ ba đến thứ sáu chúng ta là 10 rưỡi đến 3 giờ chiều. Thứ bảy chủ nhật là 8 giờ tối đến 11 giờ đêm. Nhưng vì mấy bữa nay là ngày lễ và hiện giờ Vân đang ở dưới quê của ba má chồng. Ba má chồng xài đèn tiếp không à, cho nên là nó hơi bị mờ, nó không thích hợp chúng ta trực tiếp ban đêm. Cho nên hôm nay thứ bảy mà Vân vẫn live ban ngày là tại vì tối nay cái đèn lên sẽ tối om, sẽ không thấy đường viết đâu, cho nên là Vân không có trực tiếp ban đêm được mấy bữa nay. Giỏi, ngưỡng mộ. Vân cũng cố gắng rất là nhiều mới có được. Hôm nay Vân chỉ lại là với mục đích Vân hy vọng giúp được anh em lao động mình. Vì thương anh em lao động Vân mới làm, cho nên là cố gắng học đi. Cố gắng học đi mới giúp được bản thân mình, mới có thể kiếm tiền nơi xứ người mà không có sợ bị bất đồng ngôn ngữ. Đây là cái bài văn cho chị. Em cho chị hỏi nhân sở. Nhân sơ là chị muốn hỏi chữ gì ạ? Nhân sơ là gì? Nhân sơ là gì ạ? Chị muốn hỏi chữ nào? Chị phải cho em biết em muốn, chị muốn hỏi chữ nào. Đây là cái bài số 5 trong cái phần sách. Nhi hao. Trong cái phần sách xí zuo của lớp 2, đúng không? Bài số 5 sách xí zuo của lớp 2. Hôm bữa chúng ta hôm qua cho mọi người chụp cái bài này. Hôm nay chúng ta sẽ điền cái bài này. Chúng ta sẽ điền cái bài này, đúng không? Hôm qua các bạn đã cho Vân cái đáp án trước rồi. Hôm qua thấy mọi người làm rất là tốt luôn. Hôm nay chúng ta bắt đầu điền, mọi người đã viết xong chưa? Điền xong hết chưa? Điền rồi, bây giờ mình trả lời nha. Điền rồi, bây giờ trả lời. Các bạn đã điền những gì? Viết ra. Để Vân chỉnh cái máy cho đàng hoàng. Sủ gia, phang sủ gia, có nghĩa là nghỉ hè. Phang sủ gia, nghỉ hè. Hảo. Sủy sang mù ổ xì. Các bạn thấy bây giờ là nó không có bạn chữ cái A bờ cờ ở đây nữa đúng không? Bây giờ là bạn chữ cái hoàn toàn của Đài Loan. Đây là sách của Đài Loan cho nên sẽ không có bạn chữ cái tiếng Trung ở đây. Những cái chữ này là những cái chữ gì? Đó là các bạn chữ cái lúc nãy ta làm, bây giờ nó được ghép vào trong này rồi đó. Cái chữ này nó đọc làm sao thì ở đây có phiên âm để chúng ta đánh vần. Shi u a u a we. Lúc nãy chúng ta có ghép âm u với âm a, u a ta đọc we. We we we, thanh ba ta đọc we, shi we shui. Shi we shui. Nhưng ta đọc shi u a san san shui, vậy nó dễ nhớ hơn.
Shi an sư sân shang. Ma u mu sư sân mu. O sân sân o. Si, si y, si, thành từ đọc xuống. Si. Shui shang mu o si. Cái chữ này giống như chữ S của Việt Nam mình mà. Đúng không? Shi. Shui shang mu o si. Múa rối trên mặt nước đó. Shui shang có nghĩa là trên cái mặt nước. Thường là múa rối. Múa rối nước đồ đó. Gọi là shui shang mu o si. Lúc này họ bảo chúng ta xie guo zi huo zhu yin. Xie. Xie là viết, guo zi là chữ quốc ngữ của họ. Huo hoặc là zhu yin, guo zi là gì? Chữ như thế này gọi là guo zi. Chữ được viết ra như thế này gọi là guo zi. Còn chú in là gì? Chú in là chú âm. Những cái chữ này gọi là chú in, gọi là chú âm. Chú âm. Ở lúc này họ có là chín niên. Chín niên, hai chữ này là năm nay. Các bạn đánh vần cái chữ chín niên. Các bạn thấy nè. Chi, in, in. Đúng không? Chi này tương đương với chữ chờ. Nếu mà viết ra bồi âm Việt, chi này tương đương với chữ chờ. Lúc này không phải là chữ tiếng Trung, cho nên đọc như chữ chờ CH của mình. Đây là chữ chờ CH mình mà. In, in tương đương với in, in của chúng ta. Chín. Đọc thành một, thành ngang, đọc như thế này. Chín niên. Chín niên. Y an yên, chữ này đọc an an, nhưng là lúc này đọc giống như là chữ n n vậy đó. Các bạn sẽ nhầm, các bạn cứ nghĩ rằng n n, chín niên, chín niên. Nó là chín niên, chín niên, chín niên. Nói chung nói tiếng e cũng được, tại nên nó khá đọc, khi nó vào trong câu sau này nó khá giống chữ e luôn. Niên, chín niên, các bạn nhầm ra chữ e, cái đó là chuyện bình thường, tại nó đọc như thế. Chín niên có nghĩa là năm nay. Chị dạy rồi, có dạy lại không? Dạy rồi, có dạy lại không? Vào kênh YouTube có em nè. Bên bài này em bỏ lỡ bài nào thì em cứ vào YouTube tìm bài đó. Có cái bài đó cho em tìm. Bên này like cái gì YouTube có cái đó. Hoàn toàn miễn phí, các em yên tâm. Cứ vào đó học nha. Nếu như bạn muốn bỏ cuộc, nếu như bạn muốn bỏ cuộc, nhất định phải quay đầu xem bạn bắt đầu là lý do. Có nghĩa là bạn nhất định, nhất định là bạn nhất định, phải quay đầu, phải quay đầu lại xem bạn bắt đầu là lý do. Xem lại cái lý do mà bạn đã bắt đầu. Xem lại cái lý do mà bạn đã bắt đầu nha. Nếu như bạn xem phong xì, nếu như bạn muốn bỏ cuộc, bạn nhất định phải quay đầu lại xem cái lý do mà bạn, nguyên nhân, cái lý do mà bạn đã khởi đầu nó. Rồi ok. Chín niên, năm nay, sù cha là kỳ nghỉ hè. Thì mang nghĩa kỳ nghỉ hè năm nay, hoặc mùa hè này cũng được. Chín niên sù cha, đúng không? Chín niên là năm nay, sù cha là nghỉ hè. Cũng ta có thể nói kỳ nghỉ, nghỉ hè năm nay hoặc là mùa hè này cũng được, đúng không? Ba bà là ba, bơ a thành bốn, ta đọc xuống. Ba, thành chữ thứ hai, nó là thành chữ ba luôn đó. Nhưng chữ thứ hai họ không bao giờ để thành tư. Giống như mama, chị chị, tí tí, đều chữ thứ hai đều là thành năm của Đài Loan. Các bạn thấy dấu chấm đen thui không? Đó là thành năm của Đài Loan. Cách đọc thì nó tựa như dấu nặng của mình, nhưng đọc lướt qua nhanh thôi. Ba, ba bà, ba bà là ba. Tai wo, tai ở đây là dắt. Chữ tai chưa viết, tai chưa viết. Tai wo men hui xiang xi yi an xiang. Bây giờ họ cho chú âm, chưa có chữ. Ta phải đánh chữ vào trong này, viết chữ vào trong này. Xiang xia là quê, gọi là xiang xia. Ba bà tai wo men hui xiang xia, có nghĩa là ba đưa tôi, bố đưa tôi về quê đó. Bố hoặc ba đưa tôi về quê. Về quê ai? Dễ dễ cha. Y e dễ ơ sinh dễ, âm thứ hai là thứ năm. Dễ dễ cha là nhà của ông nội ở dưới quê. Bố đưa tôi về nhà ông nội dưới quê. Rồi đọc xong câu này chúng ta điền luôn trước đi, rồi chúng ta giải quyết phía sau. Lát nữa đọc lại một lần nữa không sao. Rồi các bạn này, sù cha đánh chữ nào? Các bạn cho Vân bà chữ nha. Hôm qua các bạn đã, ai đã làm rồi cho Vân chữ. Các bạn tự cho Vân chữ thì các bạn tự biết được rất là nhiều. Chúng ta có thể cũng có thể tự mình làm ra và mình nhớ nhiều hơn là người khác đẩy ra cho mình. Vân hy vọng các bạn tự làm ra trước, sai thì Vân chỉnh lại, các bạn yên tâm. Ở đây không có thi cử gì hết và ở đây không có sự ngại ngùng nào hết. Sai có người chỉnh lại. Sai sẽ nhớ được dài hơn là đúng. Sai sẽ nhớ hơn là đúng.
sủ cha. Chữ sủ, Nguyễn Hồng Nhung chữ sủ của em là con chuột, cho nên sủ cha, chữ cha đúng, chữ sủ không phải chữ sủ đó. Ờ, hảo, sủ cha của Kim Khánh không phải chữ sủ đó luôn. Ờ, sủ cha, chữ cha cũng không đúng chữ đó. Cha, chữ cha thứ hai là nhà. Ừ, chính niên sủ cha, bà bà tài của mình hồi xiang xa. Ồ, câu này là đúng. Sủ cha, chữ sủ, sủ đó là chữ sủ nói về... Ní sủ sầm, bạn tuổi con gì? Cha, chữ cha thứ hai là nhà. Vì thế sủ cha, bạn Lily Nguyễn đánh đúng rồi. Sủ cha chính là chữ đó. Chúng ta đừng sợ sai. Chúng ta đang giao lưu với tiếng Trung của mình. Đừng sợ sai. Sai thì sửa. Bên trên này gạch như thế này. Ở dưới này ta đánh dấu cộng. Gạch ngang. Kéo về. Sau đó bên dưới này mình kéo xuống. Móc qua đây. Bây giờ tôi nghĩ sẽ có người hỏi tại sao cái đầu này lòi ra, trong khi đó nhiều người sẽ thấy không có cái đầu lòi ra. Cái đó không thành vấn đề. Có thể viết như thế này, lòi cái đầu ra không sao cả. Ha, cái đó không sao cả. Đó, chữ này đọc sủ. Đó, tiếp theo ta viết chữ cha, bộ nhân đứng. Sau đó bên này móc qua gạch, kéo xuống hai gạch. Bên này đây là sủ cha, có nghĩa là nghỉ hè. Sủ cha. Hey, sai không thành vấn đề. Có sai mới có đúng. Bước qua sai mới tới con đường đúng. Cho nên chúng ta cố gắng học, đừng sợ sai. Thì các bạn sẽ có được tất cả. Với lại chẳng thi cử gì cả. Không có cần thi gì hết. Không sợ gì hết. Đó, ba bà tai quọ. Thì từ tai các bạn dùng từ nào? Tai ở đây là dắt, đưa. Ba bà tai quọ. Ba bà tai quọ mẫn. Ba bà tai quọ mẫn là bố đưa chúng tôi, dắt chúng tôi đi đâu đó. Ba bà tai quọ mẫn từ tai. Hay, đúng vậy, chữ tai đó. Chúng ta viết chữ tai ra. Tai này là đưa, dắt. Bên này cong về, móc qua. Ở đây phớt qua, dưới này có chim bụ. Đây là chữ tai. Nǐ dài wǒ qù, bạn đưa tôi đi, bạn dắt tôi đi. Ờ, wǒ dài zǒu, tôi đưa dắt đi. Ờ, bà bà dài wǒ mén huǐ xiāng xiā, là bà dắt chúng tôi, đưa chúng tôi về quê. Bà đưa bà hoặc bố gì cũng được, đưa chúng tôi, dắt chúng tôi về quê. Thô dẹn có nghĩa là kéo dài, gọi là thô dẹn. Kéo dài thời gian ra đó. Ví dụ, nǐ biě zài tuō yán shí jiān le, bạn đừng có kéo dài thời gian nữa. Nǐ biě zài tuō yán shí jiān le, càng khoai chú lì, mau chóng xử lý nó, mau chóng giải quyết nó. Ha. Hảo, chữ xiāng xiā, rồi, vâng thấy rồi, thấy chữ xiāng xiā rồi. Chữ xiāng, huǐ, xiāng xiā, phiên âm của nó là thanh nhất, chúng ta nhớ kéo dài hơn một chút. Xiāng, xiāng xiā, xiāng xiā là dưới quê. Trước tiên ta viết giống như chữ ao, nhưng lúc này không móc, nó móc ngược về. Sau đó bên này phết, móc xuống, gạch giữa, đóng, rồi từ đây hất lên, phết, giống như số 3. Kéo xuống, mình có chữ xiang, sau đó có chữ xia. Bia thua dẹn sự chen lợi, cạn khoai xử lý, đúng vậy, đừng kéo dài thời gian nữa, mau chóng xử lý đó. Hảo, ba bà tai wǒ mén huǐ xiāng xiā, ba đưa chúng tôi về quê. Nhà ai? Nhà ông nội. Dễ dễ cha. Dễ dễ cha, nhà ông nội. Hảo. Hỏa chơ xiang nán xỉnh sử. Vậy chữ nán là chữ nào? Hỏa chơ là xe lửa. Xiang là hướng về bên nào đó. Xiang nán có nghĩa là hướng nam. Hướng nam. Xỉnh sử là gì? Xỉnh sử là lái. Có thể nói lái, có thể đi cũng được. Ví dụ như tàu đi về phía nam. Từ này, hỏa chơ xiang nán xỉnh sử, có nghĩa là tàu đi về phía nam. Vậy là nhà ông nội. Nhà ông nội ở đâu? Nhà ông nội của bạn ấy ở đâu? Ở miền nam, đúng không? Xiang nán có nghĩa là hướng nam. Ở miền nam, nhà ông nội của bạn ấy ở miền nam. Hảo, hỏa chơ xiang nán xỉnh sử, có nghĩa là tàu đi về phía nam. Rồi, Vân thấy chữ Nam rồi. Chữ Nam là tương đương với chữ Việt Nam của chúng ta luôn. Chúng ta sẽ viết một dấu bộ thập sử bộ. Rồi ở đây, móc về.
Trên này hai vết, một đếch ngắn, một đếch dài, kéo xuống, ta có chữ nạm. Nạn, nạn này đông tây nam bắc từ nam. Miền nam, xiang nạn, có nghĩa là hướng nam. Và tàu đi về hướng nam, xiển sự này có nghĩa là lái, nó đi về cái hướng nào đó, gọi là xiển sự. Xiển sự. Hồ chơ, xiang nạn, xiển sự. Hảo. Wò la khai, la ở đây là một động tác, động từ. Wò la, tôi kéo. Wò la khai chuang liền. Vậy chữ liền này điền âm gì? Lúc này bắt chúng ta điền chú âm. Họ bảo chúng ta một là điền chữ quốc ngữ, hai là điền chú âm mà. Cái chữ nào mà họ để chữ quốc ngữ rồi không có chú âm thì ta phải điền chú âm. Thì các bạn nên cho Vân cái chữ chú âm nào. Liền là chữ nào? Vì chú âm cũng rất là quan trọng khi chúng ta mới học tiếng Trung, đúng không? Wò la khai chuang liền. Tôi kéo cái rèm cửa ra, tôi mở cái rèm cửa sổ ra. Thoáng liền là cái rèm cửa sổ, cái màn cửa sổ. Tôi kéo cái màn cửa sổ ra. Liền, đúng vậy. Chữ này là liền. Thì phiên âm của nó là lơ y an yên. Đây là chữ lơ tương đương với chữ lờ. Y an yên ở sân liền. Chữ này không sai. Tuyệt vời. Wò la khai thoáng liền. Tôi mở cái rèm cửa ra, hoặc kéo cái rèm cửa ra. Khan jian là nhìn thấy. Khơ an sư sân khan. Chi y an yên sư sân jian. Khan jian, nhìn thấy. Nhìn thấy cái gì? Nông thiện. Nông là nông. Chữ nông này mang nghĩa nông thôn, nông nghiệp, nông dân, nông đồ đó. Nông thiện có nghĩa là nông điền. Ruộng lúa. Nông thiện. Nông thiện phẳng. Phẳng này là gì? Vậy chữ thiện và chữ phẳng này các bạn sẽ nên điền chữ nào này? Nông thiện phẳng. Thiện, nông thiện có nghĩa là ruộng. Phẳng này mang nghĩa bên cạnh ruộng đó. Dầu, niu. Niu này là niu. Niu này là con chữ nào? Niu. Dầu niu có cái gì? Có con bò. Vậy niu chữ nào? Nông thiện phẳng, tuyệt vời. Thiện. Thiện này là điền, ruộng lúa. Phẳng là gì? Là bên cạnh cái ruộng đó. Phẳng này mang nghĩa phẳng biên. Như các bạn thấy đây, họ đã không lấy cái chữ phẳng biên. Vì một chữ như vậy nó đã mang ý nghĩa đó rồi, không cần phải phẳng biên nữa ha. Phẳng cũng nghĩa là bên cạnh, bên cạnh ruộng. Bên cạnh ruộng. Dầu, niu. Dầu, niu. Chữ niu nào? Chữ niu nào? Khánh tạo là dầu niu. Tuệ. Ở đây một phết. Sau đó ở đây mình phết ngang. Dưới này dài hơn. Ở đây mình kéo xuống, mình có chữ niu. Niu này là con trâu. Họ bảo là khan jian, nhìn thấy. Nông thiện phẳng dầu niu. Zài chứ cào. Khan jian. Nông thiện phẳng dầu niu. Zài chứ cào. Có nghĩa là nhìn thấy bên cạnh những cánh đồng đó có những con bò đang gặm cỏ, đúng không? Bên cạnh những cánh đồng, cạnh bên cạnh cánh đồng có bò đang ăn cỏ. Niu này có khi nào là một con không? Chưa chắc ha, có nhiều con. Mình cũng có thể nói là nhìn thấy những con bò đang gặm cỏ bên cạnh cánh đồng, hoặc là bên cạnh cánh đồng nhìn thấy những con bên cạnh cánh đồng có những con bò đang gặm cỏ cũng được, đọc theo họ cũng được. Nhìn thấy bên cạnh cánh đồng có bò đang ăn cỏ vậy cũng được hả? Hải dụ còn gì nữa? Chỉ cờ rến. Tranh dài. Tranh này dùng chữ nào nào? Hải dụ chỉ cờ rến. Còn có mấy người? Hoặc và một còn thấy một số người. Còn một số người. Tranh dài. Đứng ở đâu đó? Tranh dài dùng chữ nào? Tranh dài. Tranh dài vẫn thấy rồi. Chữ tranh này lúc này mang nghĩa đứng, không phải là chạm. Người đang đứng chứ không phải là chạm. Cho nên chúng ta mang dịch ra là đứng ha, không dịch chạm. Trần dài, hãy dù chỉ cờ rảnh, còn có mấy người. Trần dài, đứng ở đâu đó? Đứng ở đâu đó, xem bên này. Chữ thẳng biên. Wow, chữ thẳng là phải viết chú âm. Chữ viết bằng chữ quốc ngữ. Chữ biên cũng viết chữ quốc ngữ. Chữ thẳng biên, chúng ta dùng chữ nào? Chữ. Chữ. Tuệ, hẳn bằng. Chữ sư tha. Chữ, ba giọt nước thành bộ thủy. Bên này có chữ dẹ. Chữ này liên quan tới ao. Chữ thẳng cũng nghĩa là ao hồ. Vậy chữ thẳng ta dùng chữ nào? Phiên âm nào? Thẳng ta có phiên âm nào? Thơ.
an ở sân thẳng. Đâu các bạn viết chữ thẳng ra xem. Thẳng, chữ thẳng và thẳng phiên âm như thế nào? An đọc từ cô họng ra. An, thơ an ở sân thẳng. Được không? Đánh ra được không? Chữ thẳng, giao chú in. Giao chú in. Cần chú âm. Được không? Đánh ra thử xem. Chữ thẳng, đánh bằng phiên âm ra, chú âm ra. Chữ thẳng. Chữ thẳng, hãy có chỉ cơ rảnh chân tại chữ thẳng biên. Quan trọng là chú âm nha. Thơ của Đài Loan. Thơ an ở sân thẳng. Dùng chữ này, thẳng. Hảo, chữ biên. Chữ biên nãy bạn đã thấy rất nhiều đúng không? Chữ biên, đúng vậy là chữ đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đóng lại. Ở dưới này phết một cái. Ở đây móc qua bộ huyệt ở dưới này. Và dưới này có bộ phương. Sau đó bên này có chô bù. Mình kéo nó ra. Mình có chữ biên. Chữ thẳng biên có nghĩa là bên cạnh cái ao. Đúng không? Một số người đứng ở bên cạnh cái ao. Huy tông. Tiêu can, vậy tiêu can, huy tông là gì? Huy tông có nghĩa là họ đang vẫy cái cần câu. Vậy tiêu can, chữ can là chữ nào? Tiêu can, tự can, những chữ này đều là những cái chữ mà ta đã học từ vựng. Chúng ta đang đừng cái từ vựng mà đợt vừa rồi chúng học bài 5 có ha. Đúng vậy, tiêu can là liên quan tới cây tre, cho nên trên này có bộ trúc. Vì những cái cây cần câu đồ ngày xưa thì họ dùng bằng cây trúc, cho nên trên có bộ trúc. Đây là bộ trúc. Hảo, phía dưới này một gạch ngắn, sau đó một gạch dài kéo xuống, mình có chữ can. Tiêu can là cần câu, huy tông là vẫy, đang quắt cần câu, đang vẫy cần câu, giục cái cần câu ra ngoài xa để làm gì đó. Tiêu can. Tiếp theo, tì tả. Tì tả này ngồi máy bay cũng gọi là tì tả, mình đáp xuống gọi là tì tả. Hoặc lái xe tới nơi, tới nhà ai đó. Lúc này bạn ấy lái xe, bố mẹ đưa lái xe đưa về tới nhà bà nội. Tới nhà rồi, gọi là tì tả. Tì tả, dễ dễ cha hô. Hô này là sau khi. Việt Nam mình thường để hô ra phía trước, sau khi ra phía trước. Sau khi về đến nhà ông, sau khi đến nhà ông nội. Tì tả, dễ dễ cha hô. Chữ hô chúng ta đưa ra phía trước đúng không nè? Sau khi đến nhà ông nội. Wǒ fā xiān, bên kia có chữ xiān. Lúc này chúng ta nhìn chữ wǒ fā là tôi phát. Tôi phát hiện chứ không phải là tôi phát tài. Wǒ fā xiān có nghĩa là tôi phát hiện. Nếu mà thêm wǒ fā cài là tôi phát tài. Lúc này wǒ fā xiān, tôi phát hiện. Dǒu jǐ wèi, lúc này chữ dǒu thành ba, chữ jǐ thành ba, cho nên ta không đọc dǒu jǐ mà ta đọc dǒu jǐ wèi. Có vài vị hoặc có vài người. Có thể dịch vị cũng có thể dịch người, nên dịch người thì nó nghe hay hơn đúng không? Có mấy người. Có mấy người hoặc có mấy chú cũng được, tại vì lúc này là chú sủ sủ. Chúng ta dịch là có, tôi phát hiện có mấy chú. Có mấy chú. Chúng ta dịch chú hay hơn. 我发现有几位不认识, quan trọng là 不认识, không quen biết. Tôi phát hiện có mấy chú, tại vì nhìn dưới đây là có chú mà, ngữ pháp của họ khác với mình, cho nên ta cứ nhìn trước cái vấn đề này rồi ta dịch luôn. 我发现有几位不认识的叔叔. Có nghĩa là tôi phát hiện ra có mấy chú mà tôi không quen biết. Không? Phát hiện ra có mấy chú mà tôi không quen biết. Vậy 不认识的是 là chữ nào? 不认识的是. Quan trọng là chúng ta học tiếng phồn thể thì chúng ta phải viết chữ phồn thể. Các bạn viết tiếng giản thể vẫn cũng biết được ha. Cho nên là chúng ta cần hôm nay đó là viết dạng phồn thể. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Phết đây, gạch đây hai phết. Rồi gạch ngang dài qua. Bên này kéo xuống, móc qua. Nghiêng cái bút, phết, chấm. Rên sư sẽ dùng chữ này. Đây là phồn thể. Bú rên sư có nghĩa là không có quen. Bạn ấy phát hiện ra được mấy chú mà bạn ấy không có quen biết về chú đó. Hảo, 我发现有几位不认识的叔叔.
trần trải là đang làm một cái việc gì đó, dùng từ trần trải. Mạng chín, trần mạng chín mạng chủ. Lúc này trần trải họ ghép đi một con một chữ à. Chữ trần có nghĩa là trần trải đó. Họ bỏ đi chữ trải rồi, cũng bằng nghĩa đó. Trần mạng chín mạng chủ. Mạng chín mạng chủ có nghĩa là gì? Đang bận đi ra đi vào, đi ra đi vào, không biết làm gì, cứ đi ra đi vào, gọi là mạng chín. Mẫn, mẫn đang bận, chín là đi vào, mẫn chu là đi ra, bận đi ra, đi vào, đi lấy cái gì đó. Họ đang rất là bận. Và sau đó, bạn ấy đã phát hiện vài chú không quen biết đang bận, đi ra, đi vào, đi ra, đi vào, chưa biết làm gì. Sau đó bây giờ bạn ấy biết nè, duyên lại sư thì ra là, gì từ duyên chúng ta điền chữ nào? Duyên lại sư, duyên lại sư, tuệ. Là chữ duyên đó. Duyên lại sư, một gạch ngang, phớt về, ở đây một phớt, kéo qua đây, gạch giữa, kéo qua hai bên. Ta có chữ duyên lại sư, thì ra là, zài chuẩn bị biểu diễn hoạt động. Hoạt động, hai chữ này là hoạt động, những cái hoạt động gì đó. Zài chuẩn bị, đang chuẩn bị, biểu diễn có nghĩa là biểu diễn, hoạt động là hoạt động. Thì mình không cần phải nói là biểu diễn hoạt động, mà chỉ cần là thì ra là đang chuẩn bị biểu diễn là được rồi, đúng không? Đang chuẩn bị cho cuộc biểu diễn cũng được. Đang chuẩn bị cho cuộc biểu diễn, hoặc là thì ra là đang chuẩn bị biểu diễn cũng được. Cho nên chúng ta nhục viết chữ diễn ra. Chữ diễn, diễn là chữ nào? Biểu diễn là diễn là chữ nào? Đúng vậy. Ba giọt nước, một giọt, hai giọt, ba giọt thành bộ thủy, đúng không? Ở trên này mình chấm một cái phớt đây, gạch qua, ở đây một gạch ngang, ở dưới này một cái ô vuông, gạch ở giữa trước rồi kéo từ trên kéo xuống, đóng đít nó lại, đá hai cái chân, mình có chữ dẹt. Biểu diễn là biểu diễn. Nguyên lai shi zai chuẩn bị biểu diễn hoạt động, thì ra là đang chuẩn bị cho cuộc biểu diễn, hoặc là đang chuẩn bị biểu diễn. Hảo, hoàn sang là buổi tối. Hoàn sang, ý cơ cơ, hôm bữa cho Vân có nói, ý cơ là một cái, mà ý cơ cơ thêm một chữ cơ vào là nhiều cái. Ý cơ cơ cũng có thể nói nhiều người. Lúc này, ý cơ cơ mù ổ, có nghĩa là nhiều con rối, không phải một con rối. Ý cơ mù ổ là một con rối, mà ý cơ cơ mù ổ có nghĩa là nhiều con rối. Hảo, chữ mù ổ chúng ta dùng chữ nào? Mù ổ. Mù ổ, ta dùng chữ nào? Mù ổ. Chữ mù em đúng, chữ ổ chưa đúng lắm. Mù ổ. Quan sang ý cơ cơ mù ổ. Tuệ. Mù ổ. Mù này liên quan tới gỗ, đúng không? Mù liên quan tới gỗ là chữ mù này. Mọc gỗ. Chữ ổ này là bộ nhân. Thê ổ là chồng, là vợ. Vậy là thê ổ. Mù ổ, dùng chữ này. Mù ổ, ta dùng chữ này. Mù ổ là con rối. Ý cơ cơ mù ổ. Zài ủ thái sang, xuấy chơ yên yue bài tông. Zài ủ thái sang. Lúc này, ý cơ cơ mù ổ có nghĩa là hết con này đến con kia, hoặc là từng con rối, hoặc là những con rối cũng được. Ý cơ cơ mù ổ có nghĩa là những con rối, vì không phải một con. Zài ủ thái sang. Zài ủ thái sang có nghĩa là đâu? Trên sân khấu. Vậy là zài ủ thái sang. Xuấy chờ yên yue bài tông. Lúc này chữ này đọc yue ha. Yên yue là âm nhạc. Xuấy chờ yên yue bài tông có nghĩa là lắc lư theo nhạc. Mấy con rối nó lắc lư theo nhạc. Xuấy chờ có nghĩa là theo. Yên yue là theo nhạc. Bài tông có nghĩa là gì? Lắc lư theo nhạc. Hảo. Chính chải tờ nây rộng. Chính chải là gì? Chính chải là nó rất là hay, rất là tuyệt vời. Nây rộng là nội dung. Nội dung rất là tuyệt vời. Nội dung hay, nội dung tuyệt vời. Răng ta gia tố. Răng ta gia rẩn bú chù phái sầu chào hảo. Chào hảo nó nằm bên kia. Chín chải bậc hơi, chải,
精彩的内容，内容tuyệt vời, nội dung hay, rằng ta gia, khiến cho mọi người, làm cho mọi người, rẫn, bú trụ, là chịu không có được đó, chịu không có nổi, khiến cho mọi người, rẫn bú trụ có nghĩa là nhìn không có được, chịu không có được, pai sổ có nghĩa là vỗ tay, chào hảo, vỗ tay hoan hô, vỗ tay tán thưởng. Ý là cái nội dung của nó hay, cái nội dung của nó tuyệt vời, cái nội dung của nó hàn như thế nào đó, làm cho mọi người không có nhịn được cười, hoặc không có nhịn được, bắt buộc phải họ phải vỗ tay và khen và tán thưởng cho những cái chú rối đang nhảy lắc lư ở trên cái ủ thải đó, trên cái sân khấu đó. Hảo. Lúc này còn một chữ chưa viết. Chào hảo ta chào. Đây, chào, hào ta chào, khó, giống như cái chữ chi, ở phía sau, có chữ chào. Nì chào chào wǒ ma? Nì chào shěme míngzì? Đều là cái chữ này hết ha. Wǒ měi chào, tôi không có kêu. Nì chào chào wǒ ma? Đều là chữ chào này hết. Hảo, bài văn xong rồi. Đọc sơ lại một lần. Shuǐ shàng mù òu xì. Jīn niān shǔ jià. Jīn niān, đọc, cùng đọc nha, cùng vân đọc, mọi người cùng vân đọc. Jīn niān shǔ jià. Jīn niān shǔ jià. Bà bà dài wǒ men. Tới đây ta dừng. Bà bà dài wǒ men. Huǐ xiāng xiā. Huǐ xiāng xiā. Ba chữ này ta đọc xong ta dừng. Nó ngắt câu vậy nó dễ hiểu hơn. Yě yě jiā. Bà bà dài wǒ men. Huǐ xiāng xiā, yě yě jiā. Huǒ chē xiāng nán xíng shì. Huǒ chē xiāng nán xíng shì. Wǒ lá kāi chuāng liān. Nó năm chữ chúng ta đọc luôn. Wǒ lá kāi chuāng liān. Chuāng vừa uốn lưỡi vừa bật hơi mà ta dùng cái từ chī mà, đúng không? Wǒ lá kāi, chữ lá kāi này là thanh một, chúng ta chỉ cần kéo ngang nó ra. Wǒ lá kāi chuāng liān. Kàn jiàn, hai chữ này ta dừng. Kàn jiàn. Nóng tiền pǎng. Nóng tiền pǎng. Yǒu niú zài chī cǎo. Yǒu niú zài chī cǎo. Ta dừng như thế này là nghe người nghe họ hiểu rồi. Quan trọng là chúng ta chưa nói được nhiều cho nên chúng ta đọc chậm và tách đúng câu thì nó sẽ dễ hiểu, đúng không? Hảo. Hải dụ. Hải dụ. Hải dụ. Chỉ cỡ rỉnh. Chân dài. Lúc này đọc chỉ cỡ rỉnh trước đi. Hải dụ tách ra. Chỉ cỡ rỉnh. Hải dụ. Chỉ cỡ rỉnh. Chân dài. Chân uống lưỡi nha, trời trời à. Trần dài, dài không uống lưỡi. Trần dài chữ thẳng biên. Đọc tới đây dừng. Trần dài chữ thẳng biên. Huy tông tiêu can. Huy âm thứ nhất ta đọc ngang ra. Huy thành tư. Tông tiêu can. Huy tông tiêu can. Tỷ tả thanh ba ta đọc xuống. Tì tả có viết có nha. Xong ta đọc xong ta viết nè. Tì tả dễ dễ gia hô. Tì tả dễ dễ gia hô. Wǒ fā xiān. Ba chữ này đọc chung. Nó còn một chữ xiān bên kia nữa. Wǒ fā xiān có nghĩa là tôi phát hiện. Chúng ta phải đọc tới đó dừng. Wǒ fā xiān. Yǒu jǐ wèi bú rèn shì. Lúc này, yǒu jǐ wèi. Yǒu jǐ wèi. Wǒ fā xiān. Yǒu jǐ wèi. Thảo đó ngừng. Bú rèn shì de shǔ shǔ. Bú rèn shì de shǔ shǔ. Zhèng máng jìn máng chú. Zhèng zhè zhè. Zhèng máng jìn máng chú. Chú uống lưỡi bật hơi. Hảo. Yuán lái shì. Yuán lái shì. Zài chuẩn bị biểu diễn hoạt động. Zài chuẩn uống lưỡi.
chuẩn bị biểu diễn 2 thân 3, thân 2. Biểu diễn hoạt động. Zài chuẩn bị biểu diễn hoạt động. Wǎn shàng. Yǐ gè gè mù òu. Yǐ gè gè mù òu. Zài wǔ tái shàng, bốn chữ này phải đọc chung. Zài wǔ tái shàng. Zài wǔ tái shàng. Suǐ không uống lưỡi, zhè uống. Suǐ zhè yīn yuè bǎi dòng. Suǐ zhè yīn yuè bǎi dòng. Jīng đọc từ cổ họng ra. Jīng cài, cài bật hơi. Jīng cài tờ nây rộng. Năm chữ này đọc cùng nhau. Jīng cài tờ nây rộng. Jīng cài tờ nây rộng. Răng đà gia. Tà nhấn xuống. Răng cũng nhấn xuống. Răng đà gia. Răng đà gia. Ba chữ này đọc đi chung với nhau. Rần bú chù. Thái sầu chào hào. Rần bú chù uống lưỡi. Rần bú chù. Ba chữ có thể đi chung với nhau. Thái sầu uống lưỡi. Thái sầu chào hào. Rần bú chù. Thái sầu chào hào. Ê, nội dung của bài văn là như thế. Rồi ok, mình đi viết ra. Rần bú chù, tuệ. Rần bú chù có nghĩa là nhìn không có được, không có nhìn được, không nhìn được cười nè, không nhìn được ví dụ như mất tiểu cũng rần bú chù. Mà má tay quỳ chui sơ sủa hợp bù hợp. Mà má tay quỳ chui sơ sủa hợp bù hợp. Thì có thể nói vừa bia bú chù là còn nín không có được đời. Hoặc là vừa rần bú chù là có gì tay vừa chui mà con nín không có được, con chịu không có được, con nhịn không có được rồi. Rần bú chù có nghĩa là nhịn không có được. Rần bú chù. Rần bú chù giống như cái chữ R nha. Chữ R của Việt Nam mình. Rần bú chù. Rần bú chù. Rần bú chù có nghĩa là nhịn không được, nhịn không được. Có nhiều người ta mắc cười quá mà ta muốn nhịn mà nhịn không được. Hoặc muốn đánh giấm quá là mình đã nhìn không được. Cũng có thể nói bia bù trù. Bia bù trù. Hảo. Nói đi. Nói có gì nói. Mình cứ nói nha. Vân sẽ đọc. Hảo. Chúng ta viết cái tựa đề qua đây. Cái ô này còn một ô. Đừng bỏ. Chơi luôn. Ta có Sui sang mu ổ xì. Bài số 5. 1. Sau đó 2. 3. 4. Chữ này số 5. Đánh dấu chấm này tách ra. Chữ này đâu? U. Chữ này đâu? U. San san. U. U. Học thơ cô được không? Được ạ. Được nha. Vân ngồi đây là để cho mọi người học mà. Mọi người cứ vô học đi. Sui shang mu o xi. Tại vì chữ sui. Sui này liên quan với nước. Ví dụ hơ sui. Uống nước. Tan sui. Nước ngọt. Xiển sui. Nước mặn. Đúng không? Chữ này đọc sui. Hảo, chữ này đọc sang, sang này có sang miên, sang phong, sang lại, sang này mang nghĩa thượng và lên. Hoàng sang lại không kêu là hoàng lên mà là hoàng thượng, đúng không chữ này? Nó mang nghĩa tiếng Hán Việt là thượng. Hảo, sui sang có nghĩa là trên cái mặt nước đó, gọi là sui sang. Tiếp theo, mù ổ là con rối, chữ mù này liên quan tới mọc gỗ rồi đúng không? Mù này liên quan tới mộc gỗ. Ổ này ví dụ như pay ổ là phối ngẫu, vợ hoặc chồng của đôi bên nhau. Vợ chồng mình gọi là pay ổ, thường đứng ở sau giấy chứng minh. Nếu như bạn là người lấy chồng lấy vợ người Đài Loan thì phía sau giấy chứng minh sẽ có tên chồng hoặc vợ, cái đó gọi là mù. Bởi vậy mù ổ. Pay ổ. Pay ổ. Em mà học mới được Hán ngữ quốc 2 thôi. Ở đây là sách lớp 2. Đây là sách lớp 2 em học từ lúc này là hay nhất. Có thể đi thêm lớp 1 bên kênh YouTube Hồng Vân Family Cuộc Sống Đài. Ở bên đó, bên này học cái gì bên đó có cái đó, để dành cho những anh chị em mà ta không có thời gian học live, không có thời gian học trực tiếp như thế này. Có thể coi bài bên đó, cũng miễn phí. Sui sang mu o xi. Hảo, xi này liên quan tới kịch. Ví dụ diễn xi, diễn kịch.
ở đây móc qua một gạch, một cái ô vuông, hai phết xuống hất lên. Bên này gạch ngang, nghiêng bút phết chấm. Xuôi sang mu xi. Mới đầu luyện chữ sẽ không hay lắm, cho nên chứ cứ viết đi, sau này nó sẽ đẹp nha. Sau này nó sẽ đẹp thôi. Chữ này đọc xuôi, dùng cái chữ S uống lưỡi. Chữ sư của Đài Loan viết như thế này. U của Đài Loan viết giống chữ X của mình. A dùng số 7 bị nghiêng qua. San sơn xuôi. Shi u y a, san sơn xuôi. Shi an này giống a ngờ an. Thành từ sang, xuôi sang. Mơ u mu san sư sân mu. Mơ u mu sư sân mu. Ồ, chữ này đâu? Ô, cách đọc tự như chữ ớ u ô của Việt Nam mình. Ô, san sân ồ. Ồ. Si y si sư sân si. Xuôi sang mu ồ si. Dạy mỗi tuần 6 buổi. Thứ ba, thứ hai được nghỉ. À, thứ hai nghỉ, thứ ba từ thường thường thì đúng 10 giờ rưỡi học tới 3 giờ chiều. Tại mấy bữa nay lễ cho nên với lại Vân không đang ở Đài Bắc, Vân đang ở Mèo Ly. À, Mèo Ly. Cho nên là nó hơi nóng với lại ở nhà bà má chồng á, cho nên là thời gian không có được ổn định. Chứ bình thường là 10 rưỡi đến 3 giờ chiều ha. Thứ bảy chủ nhật sẽ học lúc 8 giờ tối đến 11 giờ đêm. Nhưng ở đây tối quá, 11 giờ đêm 8 giờ ở đây tối lắm, không có thấy đường. Cho nên có đèn tiếp nhưng mà không có đủ sáng để chúng ta học tập. Cho nên là Vân đã đổi ca sáng, mấy bữa nay Vân đổi ca sáng ha. Xuôi sang mu ổ xì, xuôi sang có nghĩa là trên mặt nước. Mu ổ là con rối, xì này có nghĩa là kịch. Nhưng lúc này mang nghĩa rối nước, múa rối nước đó. À, múa rối nước, xuôi sang mu ổ xì. Bài này đang nói về Việt Nam, cô gái Việt Nam chúng ta đưa con của họ về Việt Nam chơi. Và ngay lúc đó là mùa hè. Và ông ngoại đã dắt cháu đi xem múa rối nước. Chỉ khăn xuôi sang mu ổ xì. Múa rối nước nha. Ừ. Chuyển giới. Chuyển giới thì gọi là chọn gì quên mất tiêu rồi. Chuyển giới. Cho mẹ mượn cái tông qua má xài xe. Cho mẹ mượn lẹ lên. Nào qua lại. Khoai tiền. Xài xe chữ đèo khoai tiền. Tiếp theo mình viết qua đây. Để con nghĩ ra ta. Nào qua lại. Chín niên mang nghĩa năm nay, ta tách nó ra ha, tại vì chúng ta vào bồ đề. Chín niên mang nghĩa năm nay. Chuyển giới. Bù sư zhe ge. Nǐ nóng chuò le. Chuyển giới, chuǎn xìng. Chuyển xin hoặc là chuyển xin này cũng được. Chuyển xin cũng là chuyển giới. À, rồi gì nữa? Xin. Chuyển xin. Thống xin điện. Chuyển xin. Biến xin. Ờ, dùng từ biến xin ha. Biến xin có nghĩa là chuyển giới nha. À, xin chuyển giới bế rẩn. Nán sinh tờ biến thành nữ sinh. Biến xin là chuyển giới nha. Biến xin. Dùng cái từ này. Dùng cái từ này. Biến xin. Cái này là chuyển giới. Biến xin. À, biến xin có nghĩa là chuyển giới. Ok. Họ hoàn nhỉ. Thẻ cư trú gọi là truy liệu trần. Truy liệu trần. Đó, mình viết chữ chín niên, năm nay. Chín niên. Chữ chín. Một, hai, ba, bốn. Chín, chín thiên là chín. Nhưng lúc này dùng từ chín niên, niên này mang nghĩa năm. Đúng không? First, một gạch ngang qua. Sau đó bên này, một gạch kéo xuống. Gạch ngang. Ở đây kéo xuống. Mình có niên năm. Chín niên mang nghĩa năm nay. Chi y ân in y sân chín. Đọc đầu lưỡi. Chín nơ y an yên ơ sân niên.
今年năm nay. 谢谢老师，好，谢谢。有时候没用到，我会忘记。Thường không dùng tới sẽ không nhớ. Cho nên các bạn đừng nghĩ rằng là Vân giỏi chỗ nào, thực chất Vân cũng có nhiều từ sẽ không nhớ, để lại mãi trong đầu. Nhưng Vân biết nó là gì, khi người khác nói tới mình sẽ biết. Không dùng tới ai cũng sẽ quên. Cho nên là cố gắng học thì bạn có được tất cả, mà bạn không cố gắng hoặc là bạn không dùng tới nó cũng sẽ quên. Đó là chuyện thường tình. Jin nian shu jia, chúng ta qua đây viết chữ shu jia. Shu jia là nghỉ hè. Shu jia. Phiên âm của nó là shi uống lưỡi. U san san shu. Ji i a i a ya. Ji ya jia. Nhưng lúc này đọc xuống jia. Shu jia thành từ. Chúng ta viết chữ shu jia. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Có chữ sụ. Hảo, chữ chà. Ở đây có bộ nhân đứng phết xuống. Bên này móc qua, gạch qua, kéo xuống. Hai gạch. Bên này gạch như thế này. Bên này móc qua, kéo bên này. Mình có chữ sụ chà. Có nghĩa là hè năm nay. Jin nian sụ chà. Hè năm nay. Hè năm nay, nghỉ hè năm nay cũng được. Hè năm nay cũng được. Tô hào, dấu phẩy. Rồi gì nữa? Jin nian shu jia. Ba ba. Ba ba là ba mà. Chúng ta viết chữ ba. Trên này có chữ phụ thân, the phụ. Dưới này móc qua, gạch đầy, đóng ở đây. Ba. Ba này là bố, là ba. Trên này chữ phụ thân, phụ chinh tờ phụ, chữ này chính là phụ đây. Phụ thân tờ phụ, phụ thân tờ phụ. Bên này đọc phụ, phụ. Sau đó thêm bên dưới này, gạch qua, thêm chữ ba vô. Ba ba, ba ba. Chữ này đọc bơ, a, ba, sư sân, ba. Nhưng chữ thứ hai sẽ không đọc là ba nữa, mà bị biến thành âm năm. Trên đầu có một cái dấu chấm. Ba ba là ba, là bố. Ba ba. Chữ này, tài này được gọi là dắt, đưa, dẫn dắt đi đó. Tài, bên này móc về, bên này gạch qua. Ở đây phết, móc qua bên này móc. Dưới này có bộ khăn, chìm bụ, ta có chữ tài. Chữ này đọc tài. Tơ ai tài sử sân. Tài. Tài. Wo men. Tài của mình có nghĩa là dắt chúng tôi, dắt bọn mình. Của mình. Đây là chữ của, móc lên, phớt lên. Bên này nghiêng bút, phớt, nghiêng không được mấy làm cho nó rung tay, cái nó bị có đường rung liền. Của mình. Ở đây bộ nhân kéo xuống, bên này gạch xuống, móc qua ở đây. Sau đó bên này kéo xuống. Của mình. Tài của mình. Chữ này đọc u o wo san san wo mơ sản tiên ân u sân mạnh tài wo mất tài wo mất. Ba ba tài wo mất. Huế xiang xia là về quê. Chữ huế này là chữ về, đúng không? Chữ huế này là chữ về. Về. Huế, huế, hảo, xiang xia, có nghĩa là quê, xiang, phết về, chữ này phết về, sau đó bên trên này phết, móc qua, gạch, gạch, mình kéo xuống, phất lên, phết, giống như số 3, kéo xuống, xiang, chữ này đọc huế, ta biết nó huế ra trước, h, u, a, ơ sân huệ. Si y an. Y an ta đọc giang mà đúng không? Si giang xiang. Hoặc si y an xiang. Y sân xiang. Y sân xiang. Ba ba tài wo men huệ xiang xia. Chữ xia chữ viết. Huệ xiang xia có nghĩa là về quê. Ba ba tài wo men huệ xiang xia.
孙伦，你起来，有没有喝水啊？要喝水啊。好，怎么不用简体字？因为我们在台湾，我在台湾，所以我用的书本都是台湾的书，所以不能用简体字。好，chúng ta viết chữ xa, xiang xa. 1, 2, 3. Hôm nay có pha trà, thế mà uống cà phê uống trà vô bắt đầu nó run. Chữ này đọc xi y a, sư sân xa, xiang xa, có nghĩa là quê, dưới quê ha. Hảo, về dưới quê, về nhà ai? Dễ dễ cha, nhà ông nội. Dễ dễ cha, mình là nhà ông nội, nhà đi trước, ông nội đi sau. Còn họ là ông nội đi trước, nhà đi sau. Dễ dễ cha. Bên trên chữ dễ này cũng có chữ phụ thân là phụ luôn. Phụ chinh là phụ. Cũng là chữ phụ thân là phụ. Sau đó bên này, một gạch kéo xuống, hơi đi lên lên tí xíu ha. Gạch ngang, ở đây hất lên. Sau đó bên này, một, hai, kéo xuống, ta có chữ dễ. Tiếp theo như thế nữa, một, hai, ba, bốn, ở đây hơi đi lên tí xíu, gạch xuống, nét này từ ngoài móc vô. Và bên này, ta có chữ dễ dễ, ông nội. Dễ dễ cha, chữ cha, đứng thứ hai, ông nội trước, sau đó mới đến nhà. Móc qua đây, cong qua. Dễ dễ cha. Nhà ông nội. Y e ye, đúng không? Y e ye, lúc này ơ sân, dễ. Nhưng chữ thứ hai sẽ không dễ nữa, mà là âm thứ năm. Dễ dễ. Dễ dễ. Dễ dễ. Cha, chi, y, a, cha. Dễ dễ cha, nhà ông nội. Viết tới chữ Hán là em lú. Cứ cố gắng viết là em sẽ có. Cố gắng viết sẽ có. Mình làm mỗi ngày nó nhất định sẽ thành công. Coi như là một trò vui của một ngày. Điều của mình năm mình thích, điều mình thích, điều mình yêu thích thì mình cứ đi theo nó. Mỗi ngày mình cứ làm một ngày một ít cũng được. Là em sẽ không bao giờ quên. Mà em không làm em dừng lại nó mới quên. Mà mỗi ngày chỉ cần làm một ít cũng được, nó sẽ nhớ ha. Hảo, chúng ta viết chữ hỏa chơ. Hỏa chơ là xe lửa. Hỏa này là hóa là lửa. Hỏa này là hóa là lửa. Chơ này là xe. Hỏa chơ có nghĩa là xe lửa. Hỏa chơ. Chữ hỏa này chúng ta có thể tách nó ra cũng được. Ở đây một, tách nó ra ở giữa này. Như vậy nó sẽ đẹp hơn. Như vậy nó sẽ đẹp hơn ha. Chị ơi muốn học thì chỉ nào học. Chị dạy trên mạng như thế này, chị dạy trên trực tiếp như thế này ha. Chị dạy trực tiếp như này. Các em muốn học cứ follow kênh chị để các em dễ tìm chị. Và chị đăng bài gì chị trực tiếp TikTok đều báo cho em biết. Ưu tiên những ai follow kênh và bật cái chuông lên. Vì thế các em mà muốn học các em nhất định phải follow tên chị. Khi các em thoát ra khỏi đây thì các em mới tìm thấy chị. Tại vì khi mà muốn tìm mà chị không thấy tên, thì không biết tên chị là tên gì, thì ít ra còn có follow, còn có bật chuông lên TikTok sẽ báo. Còn em nhảy ra mà em không có đăng ký thì muốn tìm tên chị cũng không nhớ là chị là ai. Và chị dạy mỗi ngày ở đây chỉ có thứ hai là chị không trực tiếp. Vì một tuần chúng ta nghỉ một ngày chứ không thôi mệt. Mỗi ngày ôm cái điện thoại như thế này rất là mệt luôn. Nghỉ một ngày cho nó xả hơi. Và video chị sẽ ra hàng ngày. Ra hàng ngày. Nếu mà bận thì chị ra một video. Còn không bận chị ra vài video như vậy. Kết hợp với kênh YouTube Hồng Vân. Tên của tên kênh là Hồng Vân Family Cuộc Sống Đài. Bên này like cái gì bên đó có bài đó. Các bạn nếu mà theo không kịp bên này leo không kịp mà muốn học cái bài đó nữa, cứ vào kênh YouTube. Buổi tối 9 giờ kênh YouTube sẽ phát. Tối 9 giờ kênh YouTube sẽ phát cái bài này ra. Và mọi người có thể theo từng bài theo mình yêu cầu của bạn muốn. Chữ ở trên là chữ hỏa. Đúng vậy, chữ hỏa. Nhưng mà hỏa này mang nghĩa gì? Hỏa này có phải mang nghĩa lửa không? Hỏa là tiếng Hán Việt, lửa là tiếng Việt. Vì thế người ta nói hỏa chơ là xe lửa. Xe hỏa cũng được không? Ít ai nói xe hỏa đúng không? Là nói xe lửa hoặc xe tàu hỏa. Xe tàu hỏa. Xe tàu hỏa có người nói đúng rồi. Đó.
Em muốn học từ đầu, em vào bài em ghi từ đề ra nè. Lớp 1 từ đề đánh gì luôn, qua YouTube đánh bị vậy luôn. Em đánh chữ 12 gạch 5, ý là ngày 12 tháng 5 đó. 12 gạch 5. Lớp 1 bài 1 sách mới tiếng Trung dành cho người mới bắt đầu. Lớp 1 bài 1 sách mới tiếng Trung dành cho người mới bắt đầu. Em bấm ngay cái bài đó, nó vô ngay cái bài đầu tiên cho em luôn nha. Em ở đây mười mấy năm, cầm bút lại còn như thế chăm con nên em cố gắng học. Đúng rồi, thời gian chăm con là thời gian quý giá nhất. Thời gian này học tập là hay nhất. Vì con mình còn nhỏ, mình không thể đi làm, mình có thể bỏ thời gian này ra học. Nó không uổng phí cái thời gian thanh xuân của chúng ta. Làm một cái việc có ý nghĩa cho chính bản thân mình ngay cái lúc này khi con mình đang còn nhỏ. Sau này lớn rồi mình phải đi làm, kiếm tiền bươn chải mỗi ngày thì làm gì có thời gian học tập nữa. Cho nên ai đang giữ con lúc này, khuyến khích những ai đang giữ con lúc này nên học. Thì sau này chúng ta đi làm không cần phải bên học bên làm nó mệt. Nói chung là vừa học vừa làm cũng được. Nhưng sau này em có được tất cả, em hy vọng em cũng phải tìm ra một ngày luyện cho chị mấy chữ. Đó là luyện chính bản thân mình chứ không phải cho chị nữa. Em cứ luyện mấy chữ, khi mà sau này em không có thời gian học nữa em cũng phải luyện. Tại vì em không luyện dừng lại sẽ quên và tay sẽ cứng, cho nên phải luyện. Nói chung là cố gắng ra hết, cố gắng là có hết tất cả. Ai cũng làm được hết, nhưng ai làm nhiều hơn ai thôi. Chúng ta biết chữ hồ chơ xe lửa. Xiang là hướng về đâu đó, hướng về đâu đó chạy, hướng về đâu đó đi. Chữ xiang, xiang này mang nghĩa hướng. Lúc này họ nói xiang nạn, có nghĩa là hướng về hướng nam. Nạn này mang nghĩa hướng nam, một gạch dưới dài hơn, kéo xuống. Nạn này là hướng nam. Hồ chơ xiang nạn. Hảo, xiang nạn làm gì? Xiển sử. Xiển, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xiển, chữ sử chưa viết, chúng ta biết sau. Ý là tàu lửa đi về hướng nam đó. Gọi là hồ chơ hơ u o san san hồ. Chứ uống lưỡi bật hơi. Ơ chơ hồ chơ xe lửa. Xi yi ang si sen xiang. Xi yi ang xiang, nhưng lúc này có thanh tư ta đọc xuống xiang. Nơ an nan ở sân nan. Nan. Xi yi ang yin xi yin xin, nhưng lúc này đọc xiển thanh hai. Xiển. Hỏa chơ hỏa chơ xiang nan xiển chỉ. Chữ sử này uống lưỡi. Sư san sân sử. Sử. Và bên này trước tiên ta viết mà con ngựa. Viết qua bên trái tí xíu, bên phải nó còn chữ nha. Con ngựa mà. Sau đó bên này một cái ô vuông kéo về đây. Sau đó từ bên này mình kéo ra. Có chữ sử. Xiển sử. Lúc này mang nghĩa hồ sơ đi về. Xiển sử này có nghĩa là lái xe về, chạy xe về, đi về đâu đó. Xiển sử. Dấu phẩy. Wǒ lá khai chuang liǎn. Wǒ, 1, 2, 3, hất lên. Nghiêng bút phết chấm. Wǒ. La này là kéo, ta dùng tay để kéo thì nó có bộ sổ bù và bên này có bộ lập. La. Wǒ la. Viết bên phải qua trái. Đúng rồi, tiếng Trung của Đài Loan là viết từ bên phải qua trái. Và viết đằng sau nó phát, viết lên. Mình viết bên kia viết qua, còn họ viết đằng sau sách viết lên. Và viết từ bên phải qua bên trái. Nhiều lúc bị đè lên chữ, như một bút nào nó lem, nó đè lên tay nha. Nó bị lem ra, nhìn cái chữ mình đổ mồ hôi, tay mình đổ mồ hôi là mình lem. Con thấy không có lý tưởng chút nào hết. Việt Nam mình viết từ trước ra đằng sau, và viết từ bên kia qua bên này, mình không có đè lên cái chữ. Lỡ ai đổ mồ hôi thì đè lên, nhưng mà lỡ ai đổ mồ hôi thì đè lên trên này, chứ sau này nó ướt thì nó cũng như nhau. Ướt rồi mình đi viết cái bút lên nó cũng mềm xèo. Nó đều có cái này có cái kia hết. Hảo. Wǒ lá khai, chữ khai viết bộ môn mạnh.
Dưới này một gạch, hai gạch, công. Chữ này đọc khai. Wo la khai. Chuang liền, trên này ta viết bộ huyệt. Trên này là bộ huyệt. Sau đó ở dưới này mình phớt ra bên này một cái ô vuông. Sau đó mình đây hai gạch xuyên qua, đóng lại. Mình có chữ chuang. Chuang này liên quan tới cửa sổ. Liền này liên quan tới cái rèm cửa. Hồi xưa họ làm bằng cây trúc cho nên họ có bộ trúc. Bây giờ họ làm bằng vải nhưng mà họ vẫn lấy cái chữ ngày xưa. Lấy cái chữ ngày xưa. Ở đây một chấm, gạch lên tí xíu, móc về. Rồi sau này bên trong mình có hai phết. Ở đây một gạch, rồi ở đây móc xuống, gạch ngang qua, gạch ngang qua. Ở giữa này hai đường. Rồi mình đẩy ra, đẩy ra. Mình có chữ liền. Chuang liền có nghĩa là cửa sổ. Lúc này, wo la khai chuang liền là tôi kéo cửa sổ ra. Tôi kéo cái màn cửa sổ ra đó. U o wo san san wo le a la yi san la. Khơ ai khai giống như khờ ai khai vậy đó. Khơ ai khai yi san khai. Chi này uống lưỡi bật hơi. U an chuang. Chuang chữ ăn này là sai rồi. Chuang đọc từ cổ họng ra chuang, vì thế dùng chữ ăn, không dùng chữ này. Dùng chữ ăn. Wo la khai chuang. Chuang ta phải dùng chữ ăn ha. Vì thế các mọi người sửa dùng vân cái chữ này. Chi u ăn chuang đọc từ cổ họng ra. Vì thế chữ phải viết từ ăn. Còn cái chữ ăn này đọc từ lưỡi, đầu lưỡi thì nó sẽ thành chuan chuan chuan. Cái này đọc chuang chuang từ cổ họng ra. Vì thế chữ này phải dùng chữ an chứ không được dùng an. An chuang liền. Le yi an yan er shen liền. Wo la kai chuang liền. Wo la kai chuang liền. Dấu phẩy. Tô hợp. Nhớ nha, cái chữ chuang là chữ an nha. Đừng viết chữ an. Chữ này mới đúng. U an wang chi wang chuang. 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 Chuang liền là màn cửa sổ. Wo la khai chuang liền. La khai là kéo nó ra. La là kéo. Kéo qua một bên. Cái cửa sổ của cái xe tàu lửa phải có nó có một cái cửa sổ, nó có một cái màn rèm cửa, hoặc là xe taxi hoặc là xe gì nó đều có cái rèm cửa mà, đúng không? Mình kéo cái rèm cửa qua một bên gọi là la khai. Như la khai này do cam mà khan ngoài miền à, khan trong hu ngoài miền. Kéo cái rèm cửa qua là mình hy vọng mình có thể thấy được cái phong cảnh bên ngoài, cho nên mình mới kéo cái rèm cửa ra. Vì thế tác giả nói tôi kéo rèm cửa sổ, tôi kéo rèm cửa sổ qua một bên đó. Tôi kéo rèm cửa sổ qua một bên cũng được, nhưng mà họ không ghi là một bên. Tôi kéo rèm cửa sổ ra, hoặc tôi kéo rèm cửa sổ qua một bên cũng được. Wo la khai chuang lian. Tiếp theo, kàn jiàn nhìn thấy, chữ kàn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kàn. Kàn. Sau đó jiàn. Khan jian này mà nghĩa nhìn thấy. Khan jian. Nhìn thấy. Khe an khan si sen khan. Ji yi an yan si sen jian. Khan jian nhìn thấy. Khan jian hello. Hello. Nóng quá không? Không có nóng chắc cắm điện được. Khan jian nhìn thấy. Để bằng cắm điện. Hôm nay chắc không đến nỗi nóng lắm, chắc được cắm. Khan jian. Màu đen là bảng chữ cái của Đài Loan, ghép lại thành cái phiên âm của cái chữ đó. Ghép lại để nín vần ra cái chữ đó. Khan jian. Chữ phiên âm của nó là Khe an si sen khan. Ji yi an yan si sen jian. Khan jian. Nếu mà học được chữ này thì phải vào đầu giờ để học bảng chữ cái mỗi ngày mới có thể đọc được cái chữ này. Đọc bảng chữ cái xong thì dễ học chữ này hơn. Khan jian, hả? Chúng ta viết chữ nông, nổng.
Chữ nông này mang nghĩa nổn. Một, hai, gạch ngang. Sau đó hai gạch xuống, một, hai, bên này dài hơn tí xíu rồi đóng lại. Rồi cái này hơi đi lên một tí xíu, mình móc cong nó về rồi lại một gạch ngang. Rồi thêm một gạch ngang nữa nha. Rồi ở đây hất lên, phết, mình kéo ra. Chữ này là chữ nông. Nông, Việt Nam mình gọi là nông. Đây là gọi là nổn, nơ, u ân đọc ung, nơ ung, nông, nhưng lúc này đọc nổn, 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 giống như nờ u ngộ ung, ơ sân nổn, nhưng các bạn thấy nghe từ nổn này, giống như là dấu hỏi vậy đó, nổn huệ, nông hội, nổn, lúc này nổn thiện, nông điền đó. Nổn thiện. Thơ y an yên ở sân thiện. Ruộng của người nông, ruộng của nông dân. Nổn thiện phận, có nghĩa là bên cạnh cái cánh ruộng đó. Chữ phận này bên dưới một gạch ngang, kéo qua bên này, hai phết xuống, bên này móc từ đây, móc qua dưới này có bộ phương. Nổn thiện phận. Phận này mang nghĩa phận biên, nhưng họ viết mỗi chữ phận không thôi cũng ý nghĩa đó rồi. Chữ này phải đọc bằng môi. Pơ an ở sân phận. Nốn thiện phận. Bên cạnh cánh đồng cũng được. Bên cạnh cánh đồng. Tôi nhìn thấy bên cạnh cánh đồng. Wo khan jian nốn thiện phận. Xe rác. Xe rác có tiếng nhạc này. Ở Đài Loan xe rác có tiếng nhạc này. Dầu nếu zài chứ chọ. Dò 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dò có nhỏ bò. Dò nhỏ. Zài đen. Zài là đen. Chứ là ăn. Ăn có bộ khẩu hơn trước. Phết đây móc qua. Ở đây. Chứ. Dầu nếu zài chứ chào. Chào là thảo, là cỏ. Xe rác lớn tiếng ha. Gạch ngang ở dưới đây. Sau đó từ đây mình kéo xuống. Dầu nếu zài chứ chào. Y ô yô san sân yô. Nơ y ô. Đứng phía sau đọc yêu. Nơ yêu. Nhiều. Nhưng lúc này đọc nhiều. Thanh hai. Zài zi này khống lưỡi. Zi ai zai. Sử sân zai. Chư còn mình nó thôi. Chư. Hảo chữ này đọc chào. Chào. Dầu nhớ. Zài chư chào. Chào. Hay là chua lì. Cái gì chua lì. Dầu nhớ. Zài chư chào. Mình rất thích học nhưng không có thời gian, nên chỉ vào xem cô một chút rồi lại bận. Khi nào rảnh mình xem. Còn bên kênh YouTube mình rảnh vào đây xem, còn muốn học thêm nữa thì chúng ta cứ sắp xếp thời gian của mình thôi. Hay là chua ly. Hay là chua ly. Cái gì chua ly em? Cái gì chua ly? Chị không thấy cái câu đầu tiên của em đâu hết. Chị rút xuống không thấy. Em trai này em hỏi cái gì chua ly. Châu ly. Châu ly hay là chua ly. Ở đâu? Từ nào châu ly hay là chua ly? Chữ nào? Chô ly ở đâu em? Bánh tét bên mình thì gọi là Trông zi. Có thể là bên mình người ta phân ra hai loại. Nam bù trông là bánh của mình miền Nam á, bánh tét miền Nam. Còn bầy bù trông có nghĩa bánh miền Bắc. Thầy nói thế ha. Nam bù trông, bầy bù trông. Đài Loan cũng có phân nam bù trông cùng bầy bù trông nha. Họ gọi bánh ú cũng gọi là trông zi. Vì thế mình Việt Nam cũng phân Nam Nam Bắc mà, bánh Nam thì tròn, bánh Bắc thì hình vuông đúng không? Thì cũng gọi là Nam bù zhōng, Bei bù zhōng. Tīng de shēngyīn, wǒ hǎo xiǎng Tāiwān. Dèi yā, nà ge lè sè sè de shēngyīn. Chì shī, chị cho em xin cái bánh tét. Coi nộn có nghĩa là nông nha em nha. Từ nộn này mà nghĩa nông.
nông nghiệp, nông nghiệp, nông thôn, nông thôn, nông thôn, nông nghiệp gọi là nông nghiệp, chữ này là chữ nông nha. Hảo, tiếp theo mình viết vào cái chữ tàu hào dấu phẩy của họ, đen thui rồi quẹt qua. Hải dỗ còn có, mình viết chữ hải trước, 1, 2, 3, 4, 5, gạch giữa. Dưới này một cái hình chữ nhật, phết bộ y bù. Sau đó bên này có chữ chô bù, hải dỗ, tờ hải, à, nông điền đó, đúng rồi. Hải dỗ, hơ, ai, hai, ở sân hải, à, hải dỗ. Hải dọ, hải dọ, chữ hải, sau đó nhảy qua đây viết chữ dọ, i o yo san san dọ, hải dọ, còn có cái gì đó, hải dọ, chỉ có rảnh mấy người, chỉ có rảnh ở đây là mấy người, một viết chữ ao. Bên này các bạn cách ở giữa này một tí xíu, qua bên này viết thêm chữ ao nữa, vì một lát xuyên từ trong xuyên ra. Sau đó các bạn gạch đích dưới này một cái hình ngang, phết đây một gạch như thế này, giống như chữ nhân vậy đó. Rồi móc từ trong này, móc ra, phết và chấm đây một cái. Chỉ, chỉ cỡ rẩn, chỉ cỡ, chỉ cỡ rẫn, còn có mấy người. Chi y chi san san chi, anh thành ba. Cơ ơ cơ ủ sân cơ, rư, chữ rư này tương đương với chữ r của Việt Nam mình đó. Rư ân rân ở sân rẫn, hải dầu chỉ cơ rẫn, còn có mấy người. Hoàng qua là dưa leo, hoàng qua là dưa leo. Hãy có chỉ cơ rảnh, chân, chạy. Chân này là đứng, chúng ta biết chữ đứng. Chân, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lúc này từ chân mang nghĩa đứng, không phải là chạm xe, chạm xăng, chạm y tá gì nữa ha. Chân, chạy. Chân, chạy. Có nghĩa là đứng ở đâu đó. Chân này dùng chờ tre, uống lưỡi. An, chân, chứ. Ai chạy, nhìn lúc này đọc xuống, chạy, chân chạy, có nghĩa là đứng ở đâu đó. Hãy dầu chỉ cỡ rảnh, chân chạy, chữ thẳng biên, đứng bên bờ ao, đứng bên cạnh bờ ao. Chữ thẳng là bờ ao, chữ thẳng là ao, chữ thẳng là ao, còn biên thêm vào có nghĩa là bên cạnh bờ ao, đứng ngay bờ ao cũng được. Đó, chữ thẳng ở đây là bộ thổ hất lên, ở dưới dài hơn nét trên nha. Sau đó bên này phết, gạch ngang, móc cong cong về. Bên này móc qua, gạch ngang dưới này, kéo xuống. Một cái ô vuông bên dưới mình có chữ thẳng. Chữ thẳng hai chữ này là ao. Em muốn mua biển giống cô thì mua ở đâu? Mua ở các nhà sách, nhà bán sách hay còn gọi là quẩn truy tiền cũng được. Su tiền hoặc quẩn truy tiền. Quẩn truy tiền là đồ văn cụ học sinh, đồ văn cụ văn phòng, đồ gọi là quẩn truy. Quẩn trị văn cụ rồi đó. Mua ở quẩn trị tiền hoặc là su tiền. Su tiền có bán nha. Chữ thẳng biên, biên này có nghĩa là phẳng biên, tờ biên. Lúc này phẳng biên, từ phẳng không cần biết, biết chữ biên không cũng được. Hoặc là phẳng cũng được. Có lúc họ viết phẳng, có lúc họ viết biên, biên đúng không? Các bạn có để ý thấy không? Lúc thì họ viết phẳng thì không cần chữ biên, lúc thì họ viết chữ biên không cần chữ phẳng. Cũng có nghĩa là bên cạnh chỗ đó, bên cạnh cái ao. Chi ở sân chi, thơ an ở sân thẳng. Bơ yên biên, yên là cả y an, đọc vô thành yên. Bơ yên biên, chi thẳng biên. Lúc này làm gì? Huy tông, chữ này đọc huy. Hơ u y u a. U A quay, U A mình đọc quay, hơ quay, huy, hơ quay huy, hoặc là hơ U A huy, y sinh huy. Chúng ta viết chữ huy, huy này là gì?
huy sổ chẳng hạn như huy sổ, vẫy tay, mình vẫy tay chào nhau rồi đó, huy sổ sẽ dùng chữ này. Chữ này liên quan tới chữ vẫy tay. Ở dưới này có chữ xe, bên dưới có chữ xe, bên trên có cái nắp cộng với chữ xe. Thông thường các bạn nói vẫy tay chào nhau, huy sổ là chữ này. Huy sổ, chữ này đâu? Huy. Lúc này huy tông có nghĩa là vẫy động, lắc lư cái cần câu, cầm cái cần câu lắc lắc lắc, hoặc là cầm cái cây quất, cái cần câu quất ra xa. Khi mình vứt cái cần ra xa thì mình phải giục cái cần ra xa, đúng không nè? Cái đó gọi là huy tông. Huy tông. Ừ. Chữ huy này là bộ thủ tay nha. Thường mình vẫy tay chào nhau, mình có phải giơ tay lên không? Giơ tay lên, cho nên là bộ thủ của nó là sǒu bù nha. Sǒu bù. Còn cái chữ của em là quang bù, nó khác, nó liên quan tới thời gian. Huy tông đó, huy. Huy tông, chúng ta bên này thêm chữ tông, phết ngược về, gạch ngang, kéo xuống, hất lên. Bên này có chữ lực, huy tông, chữ này đọc tông. Tơ u ân ông tông, huy tông, huy tông. Họ huy tông cái gì? Đeo can, cần câu. Tơ y ao sử sân đeo. Cơ an can, đeo can. Đeo can là cái cần câu, câu cá đó. Thì cần câu đằng trước này nó có bộ kim này, cái lưỡi câu á, đằng trước nó có bộ kim, gọi là đeo, có nhiều đeo yu, đeo can. Can là cái cần của nó, cái cần phía trên là làm bằng trúc, cho nên trên này có bộ trúc. Dưới này một gạch ngắn, dưới đây một gạch dài, kéo xuống, đeo can. Còn câu cá gọi là đeo yu, lấy chữ đeo này cộng với chữ yu, đeo yu là câu cá. Còn đeo can là cái cần câu. Hảo. Chấm một cái. Tì tả. Tì tả. Trên ngồi trên máy bay các bạn thường nghe mấy cô tiếp viên hàng không nói, "我们 chuẩn bị tì tả Thái Quan chi chẳng, Thảo Yên chi chẳng, đúng không?" Mấy cô thường nói, "我们 chẳng chi chẳng chuẩn bị tì tả Thái Yên chi chẳng." Thì cái chữ tì tả này có nghĩa là đáp xuống tới nơi. Đáp xuống đến nơi nào đó. Chữ tì, sầu bộ. Sổ buộc. Ở bên này phết hất lên. Sau đó bên này mình gạch ngang, mình nghiêng cái chữ này qua. Dưới này thêm một gạch nữa. Chữ này đọc tì thành ba. Ở tiếp theo mình viết chữ tả. Ở trên này mình đánh dấu cộng, dưới này mình gạch ngang. Ở dưới nét dưới dài hơn nét trên ha. Sau đó mình phết hai phết, và dưới này ba gạch, kéo xuống. Bên này có chữ chô bù, tì tả. Tì tả, thất vọng, sư vọng. Sư vọng là thất vọng. Tơ y tì san sân tì, tơ a ta ơ sân tả. Tì tả. Tì tả. Dễ dễ chá hô, y ê dê ơ sân dễ, y ê dê ủ sân dễ. Chí y a ya y sân gia, hơ ô hô sư sân hô. Tì tả dễ dễ gia hô, chúng ta biết chữ dễ dễ ông nội. Dễ dễ ông nội. Ở dưới này một gạch ngang đi lên tí xíu, phết xuống. Ở đây hai phết rồi gạch ngoài gạch vô. Giống như số 3, kéo xuống. Ở bên này 1, 2, 3, 4, đi lên tí, kéo đây xuống, hất lên. Dễ dễ là ông nội. Dễ dễ cha, nhà ông nội. Dễ dễ cha. Hảo, lúc này dễ dễ cha hô là sau khi. Sau khi đến nhà ông nội, sau khi tới nhà ông nội. Lái xe thì mình không nói sau khi đáp xuống nhà ông nội được. Lái xe không có đáp. Lái xe chỉ có tới thôi. Sau khi đến nhà ông nội. Tì tả dễ dễ cha hồ,
失望 là thất vọng nha. 失望 我很失望 tôi rất thất vọng, khỏi thêm chữ tờ cũng được. 雕漆 雕漆 nếu mà 雕 雕漆 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 nói rớt rớt cái sơn xuống đó. Sơn mà mình sơn lên, nếu mà cái từ xi này không phải dùng cái chữ CH này đâu ha. Xi này nó dùng CH là phải uống lưỡi bật hơi. Tiêu xi là thường là cái gì đó mà nó có sơn đồ lên, ví dụ như sơn tường nè, hoặc là xe hơi nó bị chóc sơn đồ đó, gọi là tiêu xi. Tiêu xi. Ừ, tiêu xi. Ừ. Xie xie. Xie xie. Tì tá dễ dễ cha hồ, sau khi đến nhà ông nội. Đó, qua bên này, mình qua trang nha. Wǒ fā xiān, tôi phát hiện. Chúng ta viết chữ wǒ fā xiān. Gạch ngang, phết về. Rồi gạch ngang. Ở đây, hất lên, phết. Mình nghiêng bút, phết, chấm. Wǒ. Wǒ fā xiān, tôi phát hiện. Chúng ta viết chữ fā, phát. Ở đây, móc về, rồi đây một phết. Ở đây hai phết, sau đó mới kéo nó ra. Bên này mình viết công bu, giống chữ R và như chữ vô. Mình có chữ phát. Wǒ fā xiān. Hảo. 1, 2, 3, 4, bộ ngọc. Và bên này có bộ chiên. Wǒ fā xiān, tôi phát hiện. U o wo san san wo fa 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 a fa xi yi an yan si san xian wo fa xian tôi phát hiện. Wo fa xian tôi phát hiện. Yǒu jǐ wèi bù rèn shì de shǔ shǔ. Lúc này từ yǒu là thanh ba mà. 1 2 3 4, 5, 6. Chữ dầu này là thanh 3. Nhưng từ chỉ cũng là thanh 3, cho nên nó bị đổi thành dấu chỉ. Wait. Giống như chữ ao. Bên này cách ra một tí xíu rồi viết thêm một chữ nữa. Gạch ngang. Dưới này giống chữ nhân. Mình phết từ trong này, phết ra, phết, chấm. Mình hỏi người ta, chỉ cơ rảnh, mấy người. Chỉ xoay, bao nhiêu tuổi. Chỉ tiền, mấy giờ. Chữ chì này nó là chữ chì này. Đó, đặc biệt là chữ này, hai chữ này tôi viết phương âm trước. I o yo san san yo. Chi i chi san san chi. Hai âm ba. Vì thế chữ này sẽ viết thì viết ra đúng âm, nhưng đọc lại đọc âm hai. Wǒ fā xiān yǒu jǐ wèi. Yǒu jǐ wèi. U a wèi shì shěn wèi. Yǒu jǐ wèi. Chúng ta, chữ wèi này là có nghĩa là gì? Vị. Có mấy vị, có mấy người cũng được. Hoặc có mấy chú. Nếu mà dùng chú thì nói có mấy chú. Lúc này trong câu nói dùng chú thì chúng ta nói là tôi phát hiện có mấy chú, có vài chú, có mấy chú gì đó. Bú rên sư. Bú rên sư này mang nghĩa không quen. Mấy chú này không có quen biết. Vậy là bú. 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 Hảo chữ rên. Dẹm bộ. Rên. Bên này móc qua phết, nhớ phết đèn cái nữa. Giờ dưới đây có một cái chữ tâm nói liên quan tới trái tim. Bủ rên. Sau đó viết chữ sư. 1, 2, 3. Gì vậy? Gì vậy? Lộn rồi. Dẹm bộ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Phết phết hai phết. Gạch ngang qua. Xuyên qua tới bên này luôn ha. Rồi bên này móc qua gạch giữa, nghiêng bút, phết, chấm. Ta có chữ bú rên sư, một ô đi đây. Bú rên sư có nghĩa là không quen. Bơ u bu ơ sân bú. Rên này dùng chữ r này giống như chữ r của Việt Nam mình. Sàn tên ơn sư sân rên. Bú rên. Còn chữ sư này viết nhiều nét chứ phiên âm có một chữ sư. Thành tư đọc xuống. Sư. Bú rên sư có nghĩa là không quen. Wǒ fā xiān là tôi phát hiện. Wǒ fā xiān. Yǒu jǐ wèi, có mấy vị. Hoặc có mấy chú, có mấy em. Yǒu jǐ wèi. Lúc này nếu mà yǒu jǐ wèi dưới phía sau là nó dấu chấm hỏi, là có mấy người.
có mấy vị, có mấy người, dấu chỉ quay, nhưng mà nó đứng sau dấu chấm hỏi, phía sau nó là dấu chấm hỏi, là hỏi có mấy người, bao nhiêu người. Lúc nãy, dấu chỉ quay, bù rên sư, không quen, bù rên sư, là không có quen. Đó, bù rên sư, tờ sú sú, chữ tờ, tờ qua bên này viết chữ tờ, bảy bù tờ tờ, chữ tờ có bộ bạch, đây là bộ bạch, phía sau, chấm, tờ. Chị app nào vậy hay không chị? Chị chỉ dùng Google dịch thôi nha. Trên mạng bây giờ các nhà hot TikToker nước ngoài họ giao lưu với nhau toàn dùng Google dịch. Các em có thấy không? Họ dùng Google dịch để dịch ngôn ngữ ra, để giao lưu hết tất cả với mọi người. Họ đều dùng Google dịch, và Google dịch miễn phí nha. Dấu chỉ quay, bố rên sư tờ sú sụ, chữ sú sụ, ta biết sú sụ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chữ này số, các bạn thấy nó phần trên giống như chữ sàn, phần dưới nó giống như chữ sọ, bên này nó giống như chữ dô. Chúng ta chỉ nhớ như vậy là nhớ được chữ số sụ rồi, đúng không? Tơ ơ tơ ủ sân tơ sư u su ơ sân sụ. Nhưng chữ thứ hai sẽ không là sủ nữa, mà là chữ thứ năm. Sủ sủ. Sủ sủ. Hey, lúc này có chú ở đây rồi thì mình có thể đọc đây. Wǒ fā xiān yǒu jǐ wèi bǔ rèn shì de sǔ sǔ. Thì có nghĩa là tôi phát hiện có mấy chú. Lúc này không cần là mấy người nữa, đặc biệt lấy từ chú qua luôn. Có mấy chú không quen. Tôi phát hiện có mấy chú không quen biết. Không quen biết. Đó. Trần, trần này có nghĩa là trần tại, chữ này dùng trợ tre. Ân này đọc từ cổ họng đọc ra, trần, trần tại là trần, đang làm một cái gì gì đó, nhưng họ viết mỗi từ trần cũng có nghĩa đang làm gì đó. Đang làm gì đó, đang bận, nhưng họ không viết chữ tại, họ bỏ chữ tại, nhưng ý nghĩa cũng như vậy. Trong cái câu này ý nghĩa của nó là như vậy. Mẫn chín mẫn chu, bận ra, bận vào, đi tới, đi lui đó. Mận này có nghĩa là bận. Vậy là mấy chú đang tới, đi lui, người đi ra, đi vào, lấy cái hàng này, người xong đổi, người kia vô lấy, vác tới, vác lui vậy đó. Mận chín. Từ chín này có nghĩa là vào. Gạch đây. Dưới này là chô bù kéo ra. Mận chín. Mận chú. Mận này mang nghĩa bận. Sau đó chữ chu, mẫn chín, mẫn chu. Chữ này đọc mơ, an, mang, lúc này là mang thôi. Ơ sân mẫn, chi, y ân yên chín, mơ, an, ơ sân mẫn, chi, u, chu, mẫn chín, mẫn chu. Mấy không? Sú sú, đi ơ cơ chữ sư đi ủ chơ sân ồ, bú sư lẻng cơ tô ơ sân. Bà bà, mà mà, đi đi, sú sú, chuyên bù, đi ơ cơ chữ. Chuyên bù, đi ơ cơ chữ, đô sư đi ủ sân ồ, bú sư đi lẻng cơ tô ơ sân hò. Sú sú, sú sú, lẻng cơ tô. Yêu biên, sú sú sư ơ sân, mấy chô, mấy chô đợ. 可是第二个是第五声哦。 照课本写。 数数。 它是二声没错。 可是第二个就没有留二声了。好。 chúng ta viết tiếp. 忙进忙出, 逗号, 又phải。 原来是, 提ra啦。 Yuán lại sư, yuán. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chữ này đọc Yu an yuán ở sân yuán. Yu an yuán ở sân yuán. Yuán. Yu an yuán ở sân yuán. Yuán lại sư, thì ra là
chúng ta qua bên này. Yuán lại sư. Chúng ta viết chữ lại. 1, 2, 3, 4, 5. Kéo ở giữa xuống, đá hai bên. Yuán lại sư. Yuán lại sư. Thì ra là. Yuán lại sư. Hỏi chữ này đọc l I like, mình đọc l I like. Ơ sân lại. Đọc l I like là tiếng Việt, họ đọc l I like, ơ sân lại. Sư uống lưỡi, sư sân sư. Yuán lại sư, thì ra là. Chữ yuán, Lily Nguyễn, chữ yuán của em, chữ đó là xa. Chữ đó mà nghĩa yuán, viễn hoặc xa. Viễn hoặc xa, viễn là tiếng Hán Việt. À, còn chữ thứ hai đọc là l. Chữ lại phải dùng chữ này. Yuán lại sư. Thì ra là zài chuẩn bị, đang chuẩn bị. Zài, zheng zài de zheng, họ viết chữ zheng. Lúc này zheng zài de zài, họ viết mỗi chữ zài. Zài lúc này là đang. Đang, zài. Chuẩn bị có nghĩa là chuẩn bị. Ta viết lên trên tí bộ thủy nên nằm bên trên ha. Tại dưới nó còn chữ. Và bên dưới này nó có bộ truy bộ. Ở dưới này nó còn. Chúng ta gạch ngang hoàn toàn. Rồi kéo ở giữa này kéo xuống. Ta có chữ chuẩn. Chữ chuẩn đó. Hảo, chúng ta viết chữ bị. Chữ bị. Bị cái gì đó cắn. Không phải là chữ này. Chữ này cũng là bị. Nhưng mà nó nằm trong chuẩn bị. Ta bị. Phòng bị ta bị. Phẳng bị ta bị. Phòng bị ta bị ha. Chứ không phải bị cái gì đó ha. Ở đây gạch ngang. Phết qua. Gạch qua. Sau đó mình lại gạch ngang, phết về, ở đây móc qua. Sau đó mình gạch ngang hai đường, mình kéo nó xuống. Chữ bay này thường là chuẩn bị, phòng bị mới dùng tới nó ha. Chữ này đọc chữ ai, sai, sự sần sai. Chữ này là chờ che. Chữ, chờ che của Đài Loan viết như thế này. Chữ. U sản tên ân, đọc quân, sản sân, quân, chứ quân, chuẩn. B, A, B, sử sân, B. Chuẩn bị, zài chuẩn bị, đang chuẩn bị. Yuán lại sư, zài chuẩn bị, thì ra là đang chuẩn bị. Yuán lại sư, zài chuẩn bị, thì ra là đang chuẩn bị. Chữ bị này nó khác với chữ bị kia ha. Chữ bay kia là bộ y với lại bộ bì ở đằng sau. Chữ kia cũng là bị, nhưng mà bị gì đó. Bay tạ, bị đòn, bị đánh rồi đó. Dùng chữ đó. Còn chữ này, phòng bị, chuẩn bị, dùng chữ này. Hảo, chúng ta viết chữ diễn, biểu diễn, hoạt động. Biểu diễn là biểu diễn. Bơ, y, ao, sáng sân, biểu. Biểu. Nhưng chữ diễn, y, an, yên, sản sản diễn. Cho nên mới biến thành biểu diễn. Chứ chữ biểu là thành ba ha. Vì thế mới bị biến âm đó. Chúng ta viết chữ biểu diễn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chữ biểu. Biểu thành ba. Biểu. Tiếp theo mình viết chữ diễn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kéo xuống, gạch, đá hai chân. Mình có chữ biểu diễn. Biểu diễn, biểu diễn. Sau đó mình viết chữ hoạt động, hoạt động. Cảm ơn em nha. Chúng ta viết chữ hoạt động, hoạt động. Chữ này đọc. Hơ, u, o, ơ, sân, hoa. Tơ, u, ân. U ân này giống u ngộn vậy đó. Tơ ung tung, đọc xuống. Tùng, hỏa tùng. Hỏa tùng, hoạt động. Chúng ta viết chữ hỏa tùng. 1, 2, 3, 3 giọt nước thành bộ thủy. Phết ngược nét này, gạch ngang, kéo xuống. Hỏa. Hỏa, giao hỏa cho giao tùng. Muốn sống là phải hoạt động. Hỏa này có thể nói sống, hãy hỏa trợ còn sống. Hỏa này lấy tiếng Hán Việt hoạt. Sau đó viết chữ động. Ê, cái nét này là viết ngang vậy là sai. Nét này đầu tiên là phải viết ngược lại. Viết ngược lại như thế này. Sau đó bên này viết qua.
Sau đó đây kéo xuống, hất lên, phía sau có bộ lực hoạt động, hoạt động. Ừ, đây, hey, đây, đây, đây. Đó. Nguyên lai là đang chuẩn bị biểu diễn hoạt động. Nguyên lai là đang chuẩn bị biểu diễn hoạt động. Có nghĩa là thì ra là đang chuẩn bị biểu diễn, chuẩn bị cho cái buổi hoạt động, buổi biểu diễn. Hảo, bên này xong rồi mình qua bên này. Hoàn sang là gì? Hoàn sang là buổi tối đúng không? U an hoàn, chúng ta biết tới phiên âm này rồi. U an hoàn. Lúc này có anh ba đọc hoàn. Sư uống lưỡi, ăn này giống ăn ngờ ăn. Hoàn sang là buổi tối. Chữ này là hoàn sang, phiên âm của nó, chú âm của nó. Hảo ta viết chữ ra. Buổi tối, thường ban ngày buổi tối gì nó có liên quan tới mặt trời, có bộ nhật. Có bộ nhật. Ở bên này phết móc như thế này, móc qua một cái hình chữ nhật bên dưới đóng lại. Lúc này nó móc từ trong móc ra, chỉ thế nó mới được đóng trước rồi nó mới móc sau. Đây là chữ hoàn, chữ hoàn. Ở tiếp theo chữ sang, hoàn sang có nghĩa là buổi tối. Tô hào dấu phẩy, hoàn sang buổi tối. Ý cơ có nghĩa là lượng từ một cái, nhưng mà ý cơ cơ có nghĩa là nhiều cái. Ý cơ cơ. Lúc này họ nói là nhiều con rối hoặc là nhiều cái gì đó. Tại vì nó thêm một cái chữ cơ vào đây có mang nghĩa là nhiều chứ không phải là một. Hoặc là vài con hay là gì đó. Nó không phải là một con nữa mà là nhiều con ở đây rồi. Băng wǒ mài huǒ de xiā zǐ. Đúng rồi. Hùa đây là còn sống. Chữ này đâu? Ý cơ cơ. Cơ ơ cơ. Sư sân cơ. Ý cơ cơ. Lúc này họ không dùng âm năm mà họ dùng âm tư. Ý cơ cơ. Ý cơ cơ có nghĩa là nhiều con. Nhiều con gì? Mù ổ. Ý cơ cơ. Mù ổ. Ô sân sân ổ. Mù ổ có nghĩa là con rối. Mù ổ có nghĩa là con rối. Mù này là gỗ. Mù này là con cái gỗ. Cái gỗ gì đó. Ví dụ mù chải. Mù ở đây là nói về mù chải là cái củi. Mù ở đây là gỗ. Và ổ. Ổ chúng ta phải ổ lạnh hơi dụ. Hơi dụ của mình. Ví dụ của mình thân phân chân dụ lào công tờ miễn dự. À, của lào công tờ thân phân chân dụ của mình tờ miễn dự. Phải ổ. Hey, lúc này ý cơ cơ mù có nghe là từng con rối, có nhiều con rối. Hảo, ý cơ cơ mù ổ. Zài ủ thái sang, trên sân khấu. Ở trên sân khấu, zài đây là ở. Zài. Zài này là ở. Ủ, ủ này là về múa đồ, theo ủ tờ ủ đó. Thì chúng ta biết như thế này. Một, hai. Rồi sau nữa, cái nét dưới này dài hơn cái nét trên tí. Rồi ta điểm nè. Một, hai, ba, bốn. Rồi lại tiếp tục gạch ngang. Nếu mà bạn viết bốn dấu, một, hai, ba, bốn thành ủ, không có, vô, bất gì đó. Nhưng mà viết thế này thì nó thành vũ, nói về múa. Múa. Zài zi ai zài sư sân zài u san sân u zài u thái sang. Lúc này chữ thái cũng có lẽ là viết giống như các bạn, nhưng trong sách họ không viết chữ đó, họ viết chữ thái này. Một, giống như Thái Quan có nhiều khi họ viết chữ đó, nhưng nhiều khi họ lại viết cái chữ này. Nhiều khi họ viết chữ đó, nhiều khi nào họ lại viết chữ này. Ví dụ Thái Quan Tờ Quan, dù sao thà mình xịa cho cơ chữ. Ở bên này mình phết đây, móc qua bên này, phết. Rồi lại một gạch ngang. Gạch một gạch ngang. Sau đó bên này mình hất lên, phết, đánh dấu cộng. Ở dưới này một gạch ngang. Thay vì viết chữ Thái này,
他们写这个台。 有时候台湾， 这个台湾， 有时候是用这个台湾， 对不对？ 牛牛好比台湾就来， 牛牛好比就湾来， 台来。 比如你听就湾， 1, 2, 3。 ở dưới này, trong này viết trước. Nhiều khi viết đúng âm thì viết trong đó trước, chứ còn hình như với chữ đó không đúng. Với chữ này không đúng. Taiwan, Taiwan với chữ này không đúng. Trong là diễm bu. 1, 2, 3. Sau đó 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Và bên này Taiwan. Vì cái chữ kia là chữ L. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Chữ này là khoai lơ tờ lơ. Khoai lơ tờ lơ. Nó không có cái chữ đó. Vì thế chả Taiwan phải viết chữ này. Taiwan. Có nhiều người viết Taiwan dùng chữ này với chữ này. Taiwan. Có nhiều người dùng Taiwan. U Thái Thái Thái. Đa phần họ sẽ dùng chữ này, cũng có người dùng chữ này. Chữ này đọc Pơ Ai Thái ở sân Thái. Lúc nãy Thái Sang có nghĩa là trên sân khấu. Ủ Thái Sang. Ủ Thái Sang có nghĩa là trên sân khấu. Ủ Thái Sang, trên sân khấu. Xuế giờ. Xuế giờ có nghĩa là khi mình có âm nhạc, mình cứ lắc lư theo âm nhạc đó, gọi là xuế giờ. Yên yue bài tông. Xuế giờ yên yue bài tông, ta biết chữ xuế. Lúc này, 1, 2, kéo xuống. Kéo xuống. Rồi các bạn chờ ở chỗ này một chút xíu, đừng có viết sát quá. Tại vì lát có một chữ móc từ trong mình móc ra. Tại cái vị trí cách viết của họ là bên này viết trước, cái chữ đó viết sau. Ở đây là chữ chỗ yêu tờ chỗ. Chỗ yêu tờ chỗ. Ở dưới này là râu bù. Râu bù. Và chô bù họ móc từ trong này. Móc ra. Ê. Xuế. Xuế trợ. Xuế trợ. Xuế trợ. Xuế. Xuế trợ. Yên yue. Yên yue là âm nhạc. Ta viết chữ âm nhạc. Đây là chữ in. Chữ in. Đó, chữ yue. Lúc nãy ta viết cái chữ đó là chữ l. Bây giờ nó thành yue. Vì nó là tu in zi. Chữ có nhiều cách đọc. Lúc này nó đọc yue chứ không đọc l nữa. Lúc này nó đọc yue. Chữ này đọc xuế. Sư không uống lưỡi. U a we ở sân xuế. Trờ này phải dùng trờ tre. Chữ ơ ủ chân. Ủ sân trờ. 随着音乐音音 giống như in là in, nhưng họ đọc n i n in. Y a yue si sen yue in yue. 随着音乐 bài tông có nghĩa là lắc lư theo nhạc, gọi là 随着音乐 bài tông. Ta biết chữ bài. Sầu bù hất lên. Bên này, hình chữ nhật, hai gạch giữa, đóng nó lại. Sau đó, ở dưới này, các bạn còn nhớ chữ nẫn bú nẫn tờ nẫn không? Phía sau nó có, dưới này là bộ thịt ha. Bên này, móc qua. Bài, chữ này đọc bài. Ê, dấu tiền nạn nó, Trung Quốc dấu tiền nạn. Bài tông. Kéo xuống, hất lên. Bên này, bài tông. Bài tông này có nghĩa là lắc dư, lắc lư theo nhạc. Xuế giờ yên yue, bài tông. Bơ ai bài, sàn sân bài. Tơ u ấn, sử sân tông. Xuế giờ yên yue, bài tông. Xuế giờ yên yue, bài tông. Yí gờ gờ, mù ổ, zài ủ thái sàng. Ý cơ cơ mù ổ có nghĩa là những con rối. Zài ủ thái sàng, trên sân khấu.
Xuấy trở yên nguyện bài tổng, có nghĩa là lắc lư theo nhạc. Trên đó có mở nhạc cho nên nó lắc lư theo nhạc. Hảo. Bài tổng dùng chữ này. Tổng, tổng là có hoạt động. Động đậy dùng chữ này. Còn chữ tông của xiang, rần xiang viết là đông tây nam bắc từ tông nha. Ý cơ cơ. Ờ, ý cơ cơ, chắc có sử hậu, thà mình xế sư sư sân. Ừ, sư sân cơ. Ý cơ cơ, sư sân cơ. Dù sử hậu, thà xế ý cơ, sư dung ủ sân cơ. Sư chơ cơ sử hậu, thà dung ý cơ cơ, sư sân cơ. Ừ, ý cơ cơ. Ừ. Hảo. 精彩的内容, 精彩的内容, 先一个逗号, 逗号, 嗯, 没有, 课本有时候有变, 课本有时候有变, 我们要照课本写, 那是教育部它改变的, 不是我改变的, 哎, 好, 我们大约, 比如精彩的精, 某, 2, 3, 4, 5, 6. Hảo, bên này 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mình có chữ chinh chạy tờ chinh. Dù sử hô thôi dùng ủ sân, dù sử hô thôi dùng sư sân, chắc có sử hô dùng sư sân. Của ấy chuyện đơn chinh dạng, cái sư mấy quan sĩ. Nên được xu lại cho họ. Chinh, chi. Y ân yên y sân chinh. Đọc từ cổ họng ra nha. Chinh chải tà chinh. À, chinh chải tà chinh. Chinh. Chinh chải. Chúng ta qua đây viết chữ chải. Hảo. Sư ai chai san sân chải. Chữ này bật hơi ra ha. Chinh chải tà chải. Chúng ta viết qua đây. Một, hai, ba, bốn, 5, 6, 7, 8. Chúng ta có chữ chải, chinh chải. Chinh chải tờ nội dung. Tờ bài bù tờ tờ. Tờ nội dung là gì? Cái nội dung của nó. Cái nội dung của cái tiết mục đó. Rất là hay. À, rất là hay. Hảo, chúng ta viết chữ nội dung. 1, 2. Được chưa? Sau đó bên này phết bên dưới. Còn cái này từ bên ngoài viết qua. Ta có chữ này. Ừ, nó sát vô, nó khỏi lời rồi. Nó sát vô. Này. Tiếp theo mình có chữ rộn. Một, hai, móc qua, ba. Ở dưới này hai gạch không có dính chùm. Nhưng hai gạch bên dưới này sẽ dính chùm lại. Và một cái ô vuông. Mình có nội dung. Chữ này là chữ nội, chữ này là chữ dung. Nội dung. Chính chải tờ chải. Chính chải tờ chải. Chính chải, nó sẽ chải sơ tờ chải bà. Chính chải tờ chải, sẽ dùng chữ cơ chải bà. Chính chải. Chính chải tờ nội dung. Chính chải tờ nội dung. Chính chải tờ nội dung. Hảo. Chính chải tờ nội dung. Chúng ta biết chữ tờ. Tơ ơ tơ ủ sân tơ. Nơ ê nê. Rư ổng rộng. Chinh chải. Chải xế chua lờ. Chinh chải tơ nê rộng. Nội dung hay. Cái nội dung tuyệt vời. Răng ta cha. Làm cho mọi người. Lát nữa chị cho chụp nha. Răng ở đây có thể khiến hoặc làm cho. Chúng ta viết chữ diễm bù trước. Diễn bộ. Hảo, trên bên chữ y cơ thổ bộ. Sau đó, một cái ô vuông, hai cái ô vuông. Rồi mình gạch xuống, gạch ngang, hai gạch ngang, hai gạch xuống, rồi lại gạch ngang. Ở dưới này mình phết về, giống như chữ y bộ vậy đó. Răng, khiến, làm cho, không nhiều, còn khoảng chừng 8 chữ. 10 chữ, còn 10 chữ. Răng ta cha. Làm cho mọi người, khiến cho mọi người. Ta, họ chỉ cha. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Răng, ta gia. Chữ này đọc răng. Rư. Rư này tương đương với chữ R của Việt Nam mình á. Chữ này đọc an, tương đương với an ngờ an của Việt Nam mình. Rư an răng sư sân. Răng. Đọc xuống. Răng. Răng. T a ta sư sân ta. Chi y a y sân gia. Răng ta gia. Răng ta gia. Răng ta gia. Rần bú chu. Rần bú chu ở đây là nhịn không được. Nhịn không được, chịu không được, nhìn không được một cái gì đó. Rần bú chu. Hảo, chúng ta biết chữ rần. 1, 2, 3. Nhớ chấm một cái chỗ đó. Sau này ở dưới này nó có chữ tâm liên quan tới trái tim. Rần. Rần. Nhi xả qua lọ. Ê, nà chẳng bàn. Thì dùng nãy cơ. Chính chảy. Mình dùng nãy cơ. Rần bú chu. Chúng ta biết chữ bú. 1, 2, 3, 4. Rần bú chu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rần bú chu. Rần bú chu. Chúng ta viết chữ rần. Rư. Sản tiên ân. Rư ân. Rân sản sân. Rần. Bơ u bu ở sân bú. Lúc này dùng ở sân bú. Rần bú chu. Chu này dùng trở tre. Chi u sư sân chu. Rần bú chu. Rần bú chu. Rần bú chu. Chín chải sư chữ chín chẳng. Chính xác的 内容, đúng rồi, 对啊, 这个是精彩的内容, 让人感到很怎样。精彩是指表演、展览、轮演、文章等等，优美素色的、绝妙的。哪里人？越南人。越南人。Mấy ông nhiều không? Tại vì ngày xưa bộ giáo dục của mấy ông học là mấy ông học chữ đó. Bây giờ bộ giáo dục đã thay đổi chữ. Mấy ông không chấp nhận được, rất là nhiều. Giờ có rất là nhiều học sinh đi về nhà đọc bài cho mẹ nghe, mẹ phát điên lên. Mẹ chửi bộ giáo dục dạy gì kỳ, ngày xưa dạy khác, bây giờ dạy khác. Bây giờ trong đầu của các bố mẹ có nhiều từ, ví dụ chà chi. Khờ sư xin dạy khờ bẩn sư nên chà chi. Thà mình hình xén tôi nên chà chi. Thì dù sư hô, yên quê, chào yu bụ. Thà mình cải biên sử, thà mình hãy mới chọn qua lại. 所以现在他们用是精彩的内容，这是因为表演的内容很精彩。表演的内容很精彩，所以让大家都忍不住拍手叫好。表演的内容很精彩，很精彩，所以让大家都忍不住拍手叫好。因为什么？因为木偶，水上木偶戏是我们越南的那种木偶在水上表演的那种，很精彩，很精彩。所以看的人、看的观众、看的观众会觉得很精彩，他们忍不住拍手叫好。忍不住拍手叫好，所以他们用这个精彩。他们用这个精彩。好，我们过来这边，忍不住拍手，chúng ta biết chữ拍手 vỗ tay， 拍 用 tay để vỗ cho nên có 手部， chúng ta dùng tay để vỗ， và phía sau có 摆部， 拍手 phất ngược về đầu tiên， nét thứ hai thì không cần， nét thứ ba cũng không cần。Còng móc, thái sổ, vỗ tay. Hảo, chúng ta viết tiếp. Chào hảo. Bộ khảo, bên này móc qua, gạch xuống. Chào.
tiếp theo chữ hảo, bổ nữ và bổ tử. Hảo, pai shou, chào hảo. Chữ này đó, pơ, đọc bằng môi, pơ, ai, pai, pơ, ai, pai. Shi, shi này phải uống lưỡi. Shi, o, san san shou. Ji, yi, ao, si san jiao. Hơ, ao, san san hảo. Pai shou, jiao hảo. Chữ này là tại Việt Nam. Ừ. 对对对对，是的，在教越南人华语，是的。cái chữ đầu tiên thông thường Hà Giang cái chữ đầu tiên thường nói về sải sơ, màu sắc. Chữ thứ hai là khác ha. Từ giả vân hậu, giả số hậu được rồi, từ này được rồi. Hậu hoặc hậu tơ, giả vân dùng chữ hậu tơ. Hào tớ, dạ vâng. Hào tớ, dùng từ này được rồi, hào tớ. Hào tớ, dùng từ này được rồi. Hào tớ. Hào tớ. Hảo, cái bài hôm nay đã xong rồi. Phần sau ai nói muốn chụp, chúng ta chụp lại nha. Phần sau ai chụp. Trung Quốc tôi quay rồi, quay rồi lại số. Sì đờ, hẳn nán. Yào nụ lì xuế, xuế sẽ hơi yếu. 谁会学的会好的 đây là phần sau lúc nãy em nào nói muốn chụp cái phần sau lại好的精彩的内容好了吗？拍好了吗？是的，是的，是的。Thường là trả lời ai hỏi cái gì đó mình trả lời đúng như vậy đó. 是的。Còn ai kêu mình người lớn kêu mình nhất là người lớn mình sẽ nên dùng 好的. Người lớn kêu mình lấy cái gì đó, kêu mình làm cái gì đó mình đồng ý. Dạ vâng, 好的. Còn ai hỏi mình cái gì đó, mình trả lời đúng như vậy đó.Thì mình nói 是的, 是的. Hảo, cái bài hôm nay là tới đây. Rồi ngày mai chúng ta sẽ học về cái phần này. Ai muốn chụp lại? Ngày mai mình sẽ học cái phần này, phía sau này. 这是明天的课. 你们先看吗? 先拍起来看吗? 这是明天的. 先拍起来, 先看过, 先预习, 预习一下.Chụp đi. Mờ không? Mờ không? Mờ thì chúng ta chụp hai phần. Mờ chụp như thế này. Mình thiên khờ. Đuổi. Mình thiên đợ khờ. Chứ xin mình thiên đợ khờ. Xin kể ta chá xin yu xí. Yu xí. Hảo, chế biên. Chúng ta điền trước ha. Chúng ta rảnh có thể điền trước.Điền trước để thử sức mình trước. Ngày mai đối đáp án. Mình thêm lại tuổi tả án. 二年级的课本. 这是二年级的课本. 二年级的课本. 好, 国小的对. 国小. 好黑哦. 怎么那么暗?太暗了，因为下午了。Tối quá không? Tối nè, vẫn thấy tối nè. 在里面那个好难看得到哦。老师请假在家休息。啊？下午了，有点暗，有点暗，所以你们拍的时候有点模糊哦。ngày mai mấy giờ phát?Ngày mai cũng phải qua buổi trưa Vân mới phát được. Tại vì buổi trưa, lúc mà buổi trưa trên cái nóc nhà nó nóng dữ lắm. Cái máy điện thoại nó chịu không được. Nó sợ nó không cho mình sạc pin. Cho nên cũng phải khoảng 1 giờ. 1 giờ Vân mới like ha. Giống như cái giờ hôm nay. 1 giờ Vân like. Tại vì cái nóc nhà nó nóng quá. Cho nên là ngồi trên này rất là nóng.
Tại vì Vân phải leo lên tới lầu 3 Vân mới có sóng được. Tại vì cái nhà ở đây, các bạn thấy nhà ở đây nó sát nhau á, cái sóng của nó rất là yếu, dưới là 1 lầu 2 hoàn toàn không có sóng. Để ta xem khan. Cho mọi người xem. Đây là u đỉnh. Thiệt phí u đỉnh. Số y hẳn rơ. Hẳn rơ. Ở đây phóng dự xem nà yang. Xem nà yang. Liên gia y xí, số y mê ở vọng lụ. Mê ở vọng lụ. Bố yếu phá đào sàn lỗ lại, sẽ yếu vọng lụ. Hảo, bài hôm nay xong rồi. Bài hôm nay xong rồi, ngày mai mình tiếp tục ha. Sân tờ mấy xuế tù bú hơi chứ. Tầm mơ chảy, dùng sẽ tuệ. Xin khổ là, ta cho xin khổ là. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đó, nóng quá nó nổi mụn luôn rồi nè. Chính chảy tờ biểu diễn. Quan sát chính chảy tờ biểu diễn. Phản chân của chúng ta là lẻng cơ. Đâu khởi ủy dụng. Chỉ bố cô nà cơ sảo là bí hoa. Ta cho chuyển giờ sảo bí hoa. 所以我觉得有点改变是有应该他是想笔画少一点<笑>我觉得两个都一样好学中文多久了学啊我来台湾快二十年了耶我来台湾快二十年了所以我真正上学是六年前就从补校 补校开始学，从一年级读到三年级，我们就毕业了。小朋友要六年级才毕业了，我三年级就毕业了，<笑>毕业了国小，然后上国中，明年我就读国中三年级，明年我国中二年级毕业了，Hảo, bài giảng rất vui, cảm ơn rất nhiều. Hey, cho anh nói tiếng Trung Quốc với. Hảo, y xì lại. Mình em hơi khó. Sư ờ, Chá yếu. Em là người Việt Nam, là người Trung Quốc. Đấy, tiếng Trung. Em là người Việt Nam nha. Em là người Việt Nam. Em đang ở Đài Loan. Cho nên là chỉ cho mọi người nói tiếng Trung. Tại vì em hy vọng. Em thì em đang ở Đài Loan mà. Hy vọng tại vì người Việt Nam của chúng ta ở đây rất là nhiều, đặc biệt là người mới qua rất là nhiều. Qua đây để làm gì? Đi lao động, đúng không? Lấy vợ lấy chồng bên này thì không nói rồi. Qua đây đi lao động rất là nhiều và không biết tiếng rất là nhiều. Và không biết tiếng thì mình đi qua đây lao động rất là chịu thiệt thòi. Cho nên em ngồi đây em chỉ là với cái yêu cầu là em chính em muốn chỉ cho mọi người biết được tiếng Trung. Cho nên là mới ngồi đây mỗi ngày như thế này. Cho nên hy vọng mọi người cố lên. Vân cố gắng, mọi người cũng cố gắng lên. Thậm chí bây giờ bạn bè Vân cứ tưởng là Vân thất lạc ở đây đâu. Bạn bè Vân ai cũng hỏi Vân rằng Mày chết đâu rồi. Tại vì họ không có thấy Vân xuất hiện. Họ không thấy Vân xuất hiện nữa. Vân giống là người không sống trên đất Đài Loan vậy đó. Tại vì mỗi ngày Vân đều trên mạng và đều làm cúi đầu cắm đầu và làm video, ra video. Vân phải chuẩn bị tự vận đồ này kia Vân mới dán lên cái điện thoại được, đúng không? Cho nên là Vân cả ngày của Vân đều đắm đuối trong cái điện thoại này. Nhiều lúc gân cốt của Vân nó cũng cứng ngắc luôn. Đi đấm bóp mà mấy ông đấm bóp ông nói ông lắc đầu, gân gì đâu mà cứng ngắc. Tại ngồi im chỗ có làm gì đâu, cũng không có tập thể dục luôn. Cho nên là ông nói mày ít ra mày 2 tuần mày phải lại bấm một lần, chứ không thôi là mày như vậy là mày toan. Tại không có tập thể dục, ngồi im chỗ. Và mấy đứa bạn Vân nói là ủa mày chết đâu rồi, tao không thấy mày. Mày giống như là người không có ở Đài Loan vậy đó, không thấy mặt mày đâu hết. Tại vì ngồi trên đây không à, làm sao thấy được. Có thời gian đâu đi tìm bạn bè nữa. Cho nên Vân đã bỏ ra rất nhiều thời gian. Hy vọng mọi người sẽ học được tiếng Trung. Vân hy vọng mọi người hãy cố gắng lên. Không phải là Vân giỏi, mà Vân đang truyền đạt lại cho mọi người. Hảo. Em chào chị ạ, em muốn học tiếng Hoa. Chị có thể chia sẻ cách dễ nhớ. Dễ nhớ, điều đầu tiên Vân không có nghĩ ra cách nào dễ nhớ hết. Cách dễ nhớ duy nhất đó là cố gắng học nhiều vào, viết nhiều ra. Viết nhiều thì bạn sẽ biết viết nhiều. Còn bạn đọc nhiều thì bạn chỉ đọc được thôi, chứ không hề viết được. Không hề viết được. Cho dù bạn đọc luôn cả cuốn sách đó, nhưng bạn cũng không hề viết ra được nó.
tại vì chưa đi qua cái tay mình viết ra thì không thể nào làm được. Ừ, cho nên muốn học các bạn cứ vô tư mà học miễn phí mỗi ngày. Ừ. Hảo xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bữa nay tới chiều rồi, chuẩn bị xuống, không có cần nấu cơm nhưng mà mẹ nấu sẵn, nhưng mình xuống mình ló cái đầu mình ra cho mẹ vui. Xuống thì nói chung là mẹ giục cái thớt ra thì mình rửa phụ, giục con dao ra mình rửa phụ vậy thôi, chứ mẹ là người đứng nấu chứ mình không có cần nấu. Nhưng mà xuống phụ, tại mẹ tắm xong rồi chuẩn bị mẹ xuống mẹ nấu cái cơm. Bả người khách gia bả đồ giặt bằng tay nè. Cơm là không bao giờ ăn ngoài, ăn trong nhà không. Nấu tự nấu, quần áo tự giặt tay. Mà có cái là được là ba chồng tự giặt của ba chồng, mẹ chồng tự giặt của mẹ chồng. Ăn xong chén ai tự rửa chứ không phải để đóng đâu, bắt ai rửa đâu, không à. Chén ai tự rửa, quần áo ai tự giặt. Ờ, quần áo ai là tự giặt, mẹ làm xong mẹ giặt đồ mẹ, ba làm xong bà đặt giặt đồ ba. Ngộ vậy đó. Cho nên là nói chung nó không có đến nỗi như thế nào. Nhưng mà quy tắc của người nước nếu mà người vùng quê thì quy tắc của họ hơi cổ một tí xíu. Họ làm gì thì chúng ta nhiều lúc trẻ không theo được. Ừ. Nhưng mà hay, nhưng mà nhiều cái hay. Quay là của mình thông sang ở nhỉ, thay xin khủng lắm. Xie xie. Hả? Cố lên. Cố lên. Chỉ biết nói vậy thôi chứ không biết nói gì giờ. Cố lên. Lao động như em muốn hỏi, hiểu biết tiếng Trung nhờ có cô em mới biết được nhiều. Cảm ơn. Ừ. Ai mà chưa cố gắng học là biết rằng Vân chỉ rất là cận kẽ. Và ai cố gắng học là sẽ biết được rất là nhiều. Học từ từ vô các bạn có hết. Vừa biết viết, vừa biết đọc, phát âm chuẩn. Đúng không? Cố lên. Hảo, xin chào tất cả. Hôm nay đến đây. Xin chào. Mình hẹn gặp. Bye bye. Nhớ qua buổi trưa nha. 12 giờ sau. Trung ngủ thay rơ. Sắp bao tôi y điện. 1 giờ. 1 giờ nha. Nóng lắm. Buổi trưa nóng lắm. Không chịu không nổi. Em muốn học giao tiếp. Mở lớp không ạ? Nói chung cuốn sách này Vân có làm ra giao tiếp luôn. Trong cuốn sách này, học trong sách này nhưng mà mình đọc ra thành giao tiếp. Làm sao? Mình dùng điện thoại mình đánh chữ ra là nó thành giao tiếp thôi. Mỗi lần mà chị làm cái điều từ vựng á, là em nên vào coi, vì làm tới từ vựng chị sẽ dịch nó ra thành giao tiếp. Đúng không? Các bạn ai biết mà. À, cảm ơn chị đã bớt chút thời gian dạy về tiếng Trung. Ok, cảm ơn. Giờ trưa này Vân leo lên đây 12 giờ Vân leo lên, Vân chịu đâu có nổi, Vân xuống. Cái anh xã 1 giờ Vân lên đây ông nói phun là không nói Vân điên rồi. 12 giờ 1 giờ nó vẫn còn nóng mà. Ông nói Vân điên rồi, tại vì mọi người dưới lầu ai cũng mở máy lạnh hết, còn mình trên này mình không có máy lạnh, mình chỉ có cái máy quạt, hên là có cái máy quạt nó cũng còn mát một tí xíu. Có cái là cái máy nó không có nóng được, sạc pin hôm qua là không cho sạc pin tại không biết cách để máy quạt. Cứ tưởng là máy quạt thổi vô máy thì các bạn nghe tiếng gió ù sẽ làm các bạn nghe không rõ, cho nên Vân không dám bật. Và tới sau này ba mẹ Vân đưa cho Vân một cái máy quạt lên thì hỏi mọi người không có gió, mọi người nó không có gió mà thì cứ dùng được. Ít ra cái điện thoại nó cũng còn mát, nó còn cho Vân sạc pin. Hôm qua đến nỗi Vân đúc cái cọng dây vô sạc pin nó không cho Vân sạc luôn, tại nó nóng, nó đang trực tiếp nó đã nóng rồi mà còn sạc pin vô nó càng nóng nữa, cho nên nó không cho Vân sạc luôn. Hôm nay Vân còn được sạc pin đó. Ôi ok, không nói nhiều, ngày mai chúng ta sẽ học lúc 1 giờ ha. À, bye bye. Và buổi tối không có nha, tại vì buổi tối ở đây đèn không có sáng cho nên không có tối được, buổi tối không có phát được. À, buổi tối không phát được tại vì dù sao cũng ngày lễ mà, mọi người cũng rảnh mà đúng không, ngày lễ mà chúng ta học sớm sớm nghỉ sớm. Ừ. Rồi ok, cảm ơn mọi người rất nhiều, bye bye, zai jian.